chương 31 Riêu cần ta. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không có tồn tại cảm chỗ tốt ở đến và sau liền thể hiện ra. Tuy nói đội bóng 3 chấm đánh bại Atletico, nhưng vẫn có không ít cổ động viên Real Madrid đến trụ sở huấn luyện kháng nghị. Kết quả, bọn họ vẫn là như trước kia như thế, căn bản liền không đem cao thâm nhận ra, để hắn quan minh chính đại địa lái xe đạp, từ bên cạnh cửa nhỏ trải qua. Không thể không nói, đây quả thật là lạ rất gọi người không biết nên khóc hay cười một chuyện. Cao thâm là cái thứ nhất đi đến huấn luyện viên văn phòng người, trên bàn làm việc của hắn đã dọn xong một phần tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầu thủ thân thể đo lường báo cáo, cường điệu là liên quan với út ga kết cùng dè la trét thân thể đo lường. Đây là tối hôm qua đội bóng sau khi trở lại, Lucas lưu lại cùng đội y đồng thời hoàn thành. Kết quả cũng không tệ lắm, út ga không có bị thương, nhưng thời gian dài dưỡng thương cùng thoát ly thi đấu dẫn đến hiện tại đội y còn không cách nào phán đoán hắn có thể hay không thỏa mãn thứ tư ra cuộc tranh tại yêu cầu còn Zeljic không có bất cứ vấn đề gì cầu thủ khác cũng cơ bản đều không khác mấy phàm là là nghề nghiệp cầu thủ tất cả mọi người đều mang có nhất định thương bệnh chỉ cần là không ảnh hưởng thi đấu là tốt rồi ở Cao Thâm lực xem báo cáo thời điểm Lucas, Makeda cùng huấn luyện nhân viên người khác cũng đều lục tục đi làm cùng thường ngày ở huấn luyện trước huấn luyện nhân viên muốn chuyên môn mở một cái hội lập ra huấn luyện hạng mục cao thâm đưa ra đề tài thảo luận thứ nhất chính là đội bóng sớm định ra nghỉ nửa ngày kỳ thủ tiêu hắn muốn bỏ ra chí ít một đường huấn luyện khóa đến sắp xếp độ công kích huấn luyện điều này cần điều chỉnh một chút kế hoạch huấn luyện đồng thời cùng cầu thủ làm tốt câu thông công tác cầu thủ phương diện ta đi câu thông các ngươi mau chóng làm ra một phần tân huấn luyện lịch trình biểu tin tưởng rất nhiều fan bóng đá đều thường thường gặp được, rất nhiều truyền thông ở bình luận một nhánh đội bóng biểu hiện không tốt thời điểm, thường thường gặp nhắc tới song tuyến tác chiến, cũng chính là tuần này có thi đấu, cho rằng chuyện này đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Tại sao vậy chứ? Ba ngày thời gian còn chưa đủ khôi phục sao? Thực, đây là fan bóng đá đối với đội bóng huấn luyện không biết. Mọi người đều biết, tiến vào lịch thi đấu sau, đội bóng huấn luyện đều là quay chung quanh thi đấu đến triển khai, cơ bản trên có thể chia làm hàng ngày, lúc trước cùng sau trận đấu ba cái giai đoạn. Mặc chữ ý tứ, huấn luyện thường ngày chính là ở hai trận thi đấu khoảng cách khoảng thời gian này, lập ra huấn luyện đến giúp đỡ cầu thủ đem kỹ thuật, chiến thuật, thân thể cùng tâm lý đều làm hết sức để điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thi đấu chuẩn bị trước chính là căn cứ thi đấu đối thủ, tiến hành một loạt độ công kích huấn luyện cùng chiến thuật sáu lộ diễn luyện. Sau trận đấu huấn luyện bình thường liền bao quát cầu thủ tặng lại, thi đấu phân tích, kết hợp với tặng lại cùng phân tích sắp xếp một đường độ công kích huấn luyện, cái này đối với đội bóng tăng lên có lớn vô cùng trợ giúp. Từ khoa học góc độ tới nói, một tuần một thi đấu lời nói, cầu thủ có thể làm được lao giật kết hợp, mỗi tuần đều có 8 đến 10 đường huấn luyện khóa, đồng thời có có thể được đầy đủ nghỉ ngơi, khôi phục cùng điều chỉnh thời gian, cái này cũng là hợp lý nhất. Nếu như là một tuần xong thi đấu lời nói, muốn so với một tuần một thi đấu thiếu 3 đường huấn luyện khóa, cũng chính là chỉ có 5 đến 7 đường huấn luyện khóa, hơn nữa mỗi cuộc tranh tài sau cầu thủ nghỉ ngơi kỳ nghỉ bình thường chỉ có thời gian nửa ngày, đây là còn thiếu rất nhiều. Không nói những thứ khác, một tuần xong thi đấu, cầu thủ huấn luyện thân thể liền không cách nào được bảo đảm, chiến thuật huấn luyện cùng độ công kích huấn luyện thì càng đừng nghĩ, điều này sẽ đưa đến cầu thủ gặp càng thêm mệt nhọc, đội bóng kỹ chiến thuật năng lực cũng sẽ đại được ảnh hưởng. Nếu như là thành thuộc đội bóng, nguy hiểm vẫn tính có thể khống chế, có thể xem hiện tại riêu như vậy, vậy làm phiền liền lớn. Cao thâm cho rằng, nhất định phải làm hết sức để bỏ ra một đường huấn luyện khóa, đến chuyên môn nhằm vào Arsenal tiến hành mô phỏng diễn luyện, nếu không thì, đến hai bơ, riêu không cần đá, trực tiếp tước vũ khí quên đi. Huấn luyện nhân viên cũng biết một tuần xong thi đấu khó xử, chỉ sợ cầu thủ có nghịch phản tâm lý. Có điều, nếu cao thâm đều nói rồi, chính mình sẽ ra mặt cùng cầu thủ câu thông, vậy bọn họ cũng không có gì để nói nhiều. Vấn đề thứ hai, liên quan với thứ tư hai bơ cuộc chiến, ta muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Cao Thâm nghiêm túc nói rằng, Makeda bọn người hai mặt nhìn nhau, trước đều không cái gì chuẩn bị. Lucas nhìn thấy tất cả mọi người không mở miệng, hắn liền muốn đoạt lời trước, nhưng bị Cao Thâm dùng ánh mắt cho ngăn lại. Hắn hiện đang muốn nghe chính là ý kiến, mặc kệ là tốt, vẫn là không tốt, hắn đều muốn nghe. Lucas là cái gì người, cao thâm hiểu rõ, hắn không hy vọng Lucas nói tiếp một ít chống đỡ hắn, nếu không thì, người khác nào dám nói. Không có chuyện gì, đại gia nói năng thoải mái, có trúng hay không nghe cũng không đáng kể. Cao thâm khích lệ nói. Nhưng Makeda mọi người vẫn là ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không muốn mở miệng. Cao thâm rõ ràng, này không phải bọn họ không có can đảm, cũng không phải bọn họ không ý nghĩ gì, mà là bọn họ còn không muốn tiếp nhận chính mình. Nếu như vậy, vậy ta trước tiên nói một chút về ý nghĩ của ta. Cao thâm mà sát sông trưởng, khí trời đúng là lạnh. Chúng ta đều biết, ở Champion League trong lịch sử, vòng nóc chấm OUT trận trước sân nhà thu bóng, vẫn có thể ở sân khách trở mình kỷ lục, vẹn vẹn chỉ xuất hiện quá một lần, vậy thì là Ajax nghịch chuyển Panathina, vì lẽ đó ở rất nhiều người trong ấn tượng, Champion League trận trước sân nhà thất bại, cơ bản liền giống như là bị tuyên án tử hình. Makeda bọn người là kinh nghiệm vô cùng phong phú bóng đá hành nghề người, tự nhiên cũng đều biết như vậy số liệu. Cái này cũng là riêu trên dưới cảm thấy bi quan, truyền thông cùng phan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng nguyên nhân. Nhưng cá nhân ta là cảm thấy thôi, chúng ta nên quên những cái được gọi là xác suất và số liệu, chăm chú với cuộc tranh tài này bản thân. Cao thâm lời này cũng là hợp tình hợp lý, nếu như quá mức chấp nhất với số liệu cùng xác suất, vậy thì quá không chuyên nghiệp. Lúc này, bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng muốn làm, đều là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Sân nhà không chấm một, vậy thì yêu cầu chúng ta nhất định phải ở hai bơ ghi bàn, chỉ có thủ thắng mới có thể thăng cấp, thế hòa đối với chúng ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó chúng ta cần muốn tiến công. Cái này cũng là Champion League vòng nóc chấm OUT mê người địa phương, sân khách ghi bàn cơ chế, cùng với hai hiệp thi đấu thi đấu chế cũng làm cho thứ tập hợp thi đấu tràn ngập đủ loại khác nhau hồi hộp, những này đều không đúng một cái xác suất, một cái số liệu liền có thể che lấp được. Lịch sử số liệu chỉ có thể tăng lên Arsenal cầu thủ trong lòng ưu thế. Makeda nhìn thấy cao thâm nếu đem nói đều nói đến đây mức, lại nhìn quanh một hồi chu vi, lúc này mở miệng nói. Cao, ngươi phân tích đến mức rất đúng, vì lẽ đó ta cho rằng, chúng ta hiện tại cần nhất chính là Ronaldo, Robinho, Baptista, Carlos cùng Cicino, bọn họ mới là chúng ta công kích mạnh nhất hỏa lực. Không ít người đều dồn dập gật đầu. Luận tấn công lời nói, Rio cũng thật là thiếu không được Brazil bang. Này thực cũng là Brazil bang trước có thể đè xuống bang địa phương, có can đảm cùng tầng quản lý trực tiếp họ hết sức lực. Ronaldo không liền nói sao. Rio cần hắn. Cao thâm đang quan sát mọi người, Makeda mấy người cũng đang quan sát Cao thâm lẫn nhau đều ở phỏng đoán đối phương tâm tư. Ở vào thời điểm này, Cao Thâm khẳng định không có cách nào làm không bán hai giá, bởi vì vừa nãy hắn nói rồi, hắn muốn nghe một chút tất cả mọi người ý kiến, hiện tại Makeda đề nghị, thả xuống ân oán, một lần nữa trọng dụng Brazil Bank, Cao Thâm có thể nói cái gì? Lucas ở một bên có chút nóng nảy, hắn muốn mở miệng vì là Cao Thâm giải vây, lại bị Cao Thâm tay cho lôi một hồi. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới không? nếu để cho bọn họ thủ phát, ở sân vận động hai bơ, chúng ta phòng thủ thủ được sao? Cao thâm không tỏ thái độ, trực tiếp hỏi ngược lại. Makeda nhất thời nghẹn lời. Cầu thủ Brazil xác thực dùng tốt, thực lực siêu quần, năng lực công kích rất mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng cùng lúc đó, bọn họ đối với phòng thủ hệ thống tổn hại cũng là rõ như ban ngày. Ronaldo ngoại trừ ghi bàn, hắn cơ bản đừng hy vọng hắn làm cống hiến. Robinho cũng không kém bao nhiêu. Cho tới các Carlos cùng Cicinho, càng là công cường thủ yếu, trên phải đến, không về được loại hình. Người ngoài không biết, nhưng huấn luyện viên Real Madrid tổ trong lòng nắm chắc, sân nhà 3.0 đánh bại Atletico, Abelo cùng Felipe tác dụng lại bao lớn, giữa sân sông tiền vệ trụ có bao nhiêu then chốt, Negredo đối với Atletico trung vệ áp chế cùng bức cướp trọng yếu bao nhiêu. Không có bọn họ, riêu thủ được không có bọn họ, rô cùng di đang có thể được giải phóng. Sân nhà không chấm một điểm số, cố nhiên để Rêu nhất định phải ở hai bơ ghi bàn, nhưng nếu như phòng thủ không trảo được, lấy Arsenal công kích hỏa lực, Rêu thật có thể toàn thân trở ra. Nói không chắc thất bại đến càng thảm hại hơn. Vòng nóc chấm OUT thi đấu chế chính là huyền diệu như vậy, nó tràn ngập đủ loại khác nhau độ khả thi, đã với hai bên nhất định phải làm hết sức đi phỏng đoán đối phương tâm tư lại đi bố trí độ công kích chiến thuật, hơn nữa khắc chế. Điều này cũng làm cho là tại sao rất nhiều người đều nói, Champion League vòng nóc chấm OUT xem phòng thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần phòng thủ tóm đến đầy đủ được, đủ mạnh, ta mặc kệ ngươi sử dụng cái gì chiến thuật, ngược lại ta trước tiên bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại. Riêu hiện tại vấn đề là, chỉ dựa vào phòng thủ cũng không được. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, là muốn tiến công hay là muốn phòng thủ không người nào có thể đưa ra một cái đáp án cao thâm cũng đoán được nếu như tốt như vậy làm quyết định hắn căn bản không cần chọn nhiều mọi người ý kiến vậy chúng ta đổi một loại thuyết pháp các ngươi cảm thấy thôi arsenal gặp lấy ra sao chiến thuật cao thâm hỏi mọi người lại lần nữa làm khó dễ mà sa vào xoắn suýt địa suy nghĩ bên trong thật lâu sau khi makeda mới có chút không lớn xác định địa nghi ngờ nói phòng thủ phản công. Khi chiếm được cao thâm ánh mắt khích lệ sau, Makeda mới phân tích nói. Arsenal ở sân vận động hai bơ năng lực phòng ngự là rõ như ban ngày, ta cảm thấy thôi, nếu chúng ta nhất định phải tấn công, vậy bọn họ rất có thể sẽ lấy phòng thủ tư thái, phát huy ra Henry, Ray ép mọi người phản kích ưu thế. Không ít người đều dồn dập gật đầu, nhưng cũng có sự khác biệt ý kiến. Ta cảm thấy đến không đúng, nếu chúng ta như thế đoán, cái kia weger cũng nhất định sẽ như thế nghĩ hơn nữa arsenal lấy cầu thủ trẻ làm chủ bọn họ cũng không xác định chúng ta liệu sẽ có để ronaldo mọi người thủ phát vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không cam tâm phòng thủ không sai premier league am hiểu nhất vẫn là nhanh tiết tấu công phòng thủ arsenal truyền khống chế bóng năng lực rất mạnh ta cảm thấy cho bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp kéo nhanh nhịp điều thi đấu thông qua bức cướp áp bức lợi dụng tiêu hao đến theo chúng ta tranh tài ai cũng biết chúng ta liều tiêu hao căn bản là liều bất quá bọn hắn. Arsenal cuối tuần muốn đá Liverpool, lúc này theo chúng ta liều tiêu hao, Wenger lại không ngốc. Thăng cấp tứ kết, khẳng định so với đá với Liverpool càng quan trọng. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại dòng suy nghĩ, các loại ý kiến, tầng tầng lớp lớp. Cao thâm từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, nhưng hắn đang yên lặng địa nghe. Có lúc, làm như lãnh đạo, Lắng nghe cũng là một loại quý giá phẩm chất Cứ việc cuối cùng cũng không có đến ra một cái khiến tất cả mọi người đều tính phục kết luận Nhưng ở loại này nghị luận bên trong, cao thầm đối với Arsenal chiến lược dòng suy nghĩ cũng từ từ rõ ràng lên Càng là Weger gặp lấy các loại khả năng, hắn đều trong lòng nắm chắc Truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xa hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, có hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 người có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thi đấu ngày kế buổi sáng khôi phục tính huấn luyện cực kỳ trọng yếu. Trừ một chút tình huống đặc biệt, tỉ như cầu thủ khẩn cấp trở lại đội tuyển quốc gia, tuyệt đại đa số thời điểm, thi đấu ngày kế buổi sáng khôi phục tính huấn luyện đều là sở hữu huấn luyện viên trưởng coi trọng nhất, bởi vì quan hệ này đến cuộc kế tiếp thi đấu chuẩn bị chiến đấu. Cao thâm vẫn như cũ không có quá nhiều tham gia huấn luyện, mà là đứng ở trên sân huấn luyện bàn quan. Dựa theo thông lệ, huấn luyện nhân viên đem cầu thủ chia làm hai nhóm, một cái là tham gia thi đấu, bộ phận này cầu thủ lấy khôi phục tính huấn luyện, một bộ phận khác là không có tiến vào thi đấu danh sách lớn, bộ phận này cầu thủ lấy cường độ cao huấn luyện. Không giống chính là, có một phần từ hai đội đều đi tới tiểu tướng, bị hai đội huấn luyện viên trưởng Park Google triệu hội đi đá thi đấu, bọn họ cũng là tham gia khôi phục tính huấn luyện, cái này cũng là lúc trước cao thâm cùng Park Google ước định cẩn thận. Có thể coi là là cái gọi là cường độ cao huấn luyện, bởi vì Ronaldo cùng các Los các cầu thủ tồn tại, cường độ vẫn như cũ vẫn là không cao, cầu thủ huấn luyện lên đặc biệt thả lỏng, vừa nhìn liền biết cường độ không phải rất lớn. Cao Thâm ở chiến thuật trong thư viện liền nhìn thấy Bernete đối với huấn luyện sắp xếp, hắn vẫn luôn kiên trì, mỗi một đường huấn luyện khóa đều muốn đem huấn luyện cường độ sắp xếp ở cầu thủ đem hết toàn lực có thể thực hiện trình độ, làm sao bắt bí liền xem huấn luyện nhân viên năng lực. Tại sao muốn thiết trí tại đây cái cường độ đây? nói cho cùng này cũng có chút như là cái kia treo ở lừa phía trước cà rốt huấn luyện cường độ quá cao để cầu thủ không làm được bọn họ gặp cảm thấy thất vọng đã kích nghiêm trọng bọn họ tính tích cực ngược lại huấn luyện cường độ quá thấp thật giống như hiện tại riêu cầu thủ lại không chiếm được chân chính rèn luyện giá trị tốt nhất huấn luyện hẳn là đem cường độ sắp xếp ở cầu thủ đem hết toàn lực có thể hoàn thành cái kia tuyến như vậy vừa có thể đầy đủ điều động cầu thủ tính tích cực lại có thể đầy đủ rèn luyện cầu thủ, tăng lên cầu thủ thi đấu trình độ. Nhưng hiện tại xem ra, Rio còn không có điều kiện như vậy. Sau khi kết thúc huấn luyện, Cao Thâm đem rô đơn độc lưu lại. Đối với Cao Thâm quyết định thủ tiêu kỳ nghỉ, nhiều sắp xếp một đường độ công kích huấn luyện khóa, rô dành cho ủng hộ và khẳng định. Bằng vào chúng ta tình huống bây giờ, muốn ở hai bờ khiêu chiến Arsenal, xác thực phi thường khó khăn. Rô vô cùng lý giải cao thâm cùng rô hai người sống vai ở sân huấn luyện chậm rãi tản bộ hướng về huấn luyện nhà lớn đi đến trận trước điểm số bách khiến cho chúng ta nhất định phải ở sân khách ghi bàn bằng không cuộc tranh tài này liền không có chút ý nghĩa nào chúng ta biết toàn thế giới cũng đều biết weger nhất định sẽ nhằm vào điểm ấy đến bố trí chiến thuật rô dừng bước lại nhìn về phía cao thâm dò hỏi ngươi định làm như thế nào còn chưa nghĩ ra cao thâm thẳng thắn địa lắc đầu một cái ta cần hiểu thêm một bậc đội bóng tình huống mới có thể làm ra quyết định sau cùng dừng một chút sau cao thâm nói bổ sung nhưng có một chút ta phi thường khẳng định vậy thì là ta tạm thời không định dùng brazil bang rô lý tưởng nhất hàng tiền đạo cộng sự là morin loại này loại hình cao trung phong bây giờ riêu trong đội có một cái negredo đã với atletico lúc mai khai nhị độ cũng bị cho rằng là bởi vì negredo tồn tại giải phóng rô. Nếu như lúc này để Ronaldo trở lại, cái kia ác phải sẽ một lần nữa áp súc rô chiến thuật không gian. Kiếp trước có người từng làm thống kê, Ronaldo là rô Ro nghề nghiệp cuộc đời, đông đảo hàng tiền đạo hợp tác bên trong, ghi bàn đệ nhị nhiều đồng bọn, chỉ đứng sau Morin thậm chí cao hơn sau đó Van Nistelo. Có thể đếm được theo không có nghĩa là tất cả, rô cùng Morin hợp tác là tối bổ sung, mà cùng Van Nistelo hợp tác thời gian rất ngắn, mới hơn 2 năm, nhưng ghi bàn hiệu suất không chút nào bại bởi cùng Ronaldo hợp tác thời kỳ. Nhưng phải biết, cùng Van hợp tác lúc Ro, có thể đã xa không tại chức nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao, thời gian dài rời xa hàng tiền đạo sau đạt được. Lúc này giờ khắc này, Ro mới vừa đá một hồi bóng tốt, bất luận làm sao đều không hy vọng Cao Thâm một lần nữa bắt đầu dùng Ronaldo. Mà Cao Thâm tỏ thái độ cũng là ở cho Ro một nắm định tâm châm. Brazil ban còn không chịu thua, hắn không định dùng, cũng dùng không tốt. Rõ ràng, có nhu cầu gì ta phối hợp, ngươi cứ việc nói, thủ tiêu kỳ nghĩ quyết định, ta sẽ ở phòng thay đồ bên trong đề, sẽ không có vấn đề. Rô ông mất cân dò bà thò chai rượu địa bảo đảm nói. Thành tựu đội trưởng, lại là ban địa phương lãnh tụ, phòng thay đồ đại lão, rô điểm ấy phân lượng vẫn có. Mặc kệ chúng ta chuẩn bị đánh như thế nào, đá với Arsenal nhất định sẽ là một cuộc ác chiến, ngươi thân thể có thể được sao? Rô thực cũng là mới vừa khỏi bệnh trở lại không bao lâu, cao thầm đối với vấn đề này phi thường quan tâm. Ta hiện tại cảm giác tốt vô cùng, cả người đều khoan khoái, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đã thật cuộc tranh tài này. Rô cắn răng địa cam kết. Thành tựu riêu đội trưởng, hắn biết rõ cuộc tranh tài này đối với riêu ý vị như thế nào, cũng rất rõ ràng riêu sư này đối với Champion League coi trọng trình độ, coi như cao thâm không nói, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Cao thâm cũng không phải hoài nghi rô phần này hứa hẹn, gật gật đầu, không nói gì, biểu thị sự tin tưởng của chính mình. Cùng rô không giống, di đang đối xử cuộc tranh tài này tâm thái muốn càng phức tạp. Nếu như riêu bại bởi Arsenal, này chính là nghề nghiệp khác cuộc đời cuối cùng một trận Champions League. Di Đan là một cái kiêu ngạo người, cao thâm tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu, chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một trận Champions League là lấy phương thức như thế đến kết thúc vì lẽ đó cao thâm không có cố ý đem lời đi kích hắn chỉ là tự mình nói cho hắn chính mình thủ tiêu nghỉ ngơi quyết định cùng với giải thích dụng ý của chính mình di đan không chút do dự mà đáp ứng cũng biểu thị tiếp thu ta cảm thấy thôi ngươi nên suy tính một chút để roni ra trận di đan đề nghị cao thâm nhìn thẳng di đan phản phất muốn qua nét mặt của hắn bên trong nhìn thấu hắn tâm tư ngươi nước pháp do dự một chút giải thích ta là cảm thấy thôi, ở vào thời điểm này, Rony sẽ là chúng ta ghi bàn quan trọng nhất vũ khí. Hắn nói lời này lúc, biểu hiện vô cùng thản nhiên, hiển nhiên nội tâm rất quan minh, chỉ do tùy việc mà xét. Ta không phủ nhận, càng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn liền càng có thể phát huy ra ghi bàn uy hiếp. Cao thâm đầu tiên dành cho khẳng định, nhưng chuyển đề tài, nhưng người có nghĩ tới không, cuộc tranh tài này chúng ta chỉ là muốn ghi bàn sao. Không đợi Di đang hồi phục, Cao Thâm lắc đầu nói: Không, chúng ta muốn chính là thắng. Ở trận trước sân nhà không chấm một thất bại tình huống, muốn thắng, chỉ là ghi bàn là không đủ. Hoặc là nói, ghi bàn chỉ là một cái tiền đề, tiến thêm một bước chính là muốn thắng. Muốn thắng, nhất định phải muốn bắt thật phòng thủ, chỉ có ở ghi bàn đồng thời trảo thật phòng thủ, Riu mới có thể thắng. Không phải nói Ronaldo lên sân khấu sau, Riu phòng thủ liền sẽ biến kém, này không phải tất nhiên nhưng không thể phủ nhận chính là ronaldo đối với đội bóng phòng thủ xác thực không hề cống hiến có thể nói không nói hắn thái độ liền nói hắn hiện tại thể năng hắn có thể đảm nhiệm được loại cường độ này thi đấu sao di đan không có gì để nói hắn biết cao thâm lo lắng là đúng ronaldo vấn đề chỉ là cao thâm cùng di đan trò chuyện nội dung một cái thì thầm đề cao thâm chân chính muốn đàm luận vẫn là di đan thể năng cùng với trước mắt hắn trạng thái từ cuối tuần Premier League thi đấu đến xem, Diaby thủ phát, Fabregas thay thế bổ sung, ta suy đoán, Weger sẽ ở tuần này Champions League Real bài Fabregas cùng Jimbuto Siva hợp tác xong tiền vệ trụ. Tên này xuất từ 3K trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Tây Ban Nha tiểu tướng có thể nói là hiện nay thế giới giới bóng đá học nhất ngôi sao mới một trong, ở Wenger bán đi Vieira sau, hắn liền bị nâng đỡ vì là Arsenal giữa sân hạt nhân. Vì lẽ đó, cao thâm suy đoán không có chút nào khó. Din, ta muốn biết, nếu như ngươi tiếp tục đá tiền vệ tấn công vị trí, có biện pháp nào hay không bảo đảm chính mình áp chế lại Fabregas? Cao thâm hết sức nghiêm túc hỏi, quan hệ này đến hắn bài binh bày trận. Dimbato Silva vóc người phi thường cao to, điều này cũng dẫn đến vị trí của hắn bình thường đều rất ở phía sau, rất ít trước cắm vào, nhưng Fabregas liền không giống, hắn càng thêm sinh động, hơn nửa trẻ tuổi, có thể truyền có thể mang có thể khống, vẫn là tiên phong xuất thân sau xuyên vào lực công kích rất mạnh, cao thâm nhất định phải bảo đảm chính mình giữa sân đối âm cầu thủ có thể ép được Fabregas. Di Đan nếu như không được, hắn sẽ suy xét để rô đến đá vị trí này, đem Di Đan nạ đến cánh trái đi. Nhưng chiến thuật liền nhất định phải một lần nữa sắp xếp. Cao thâm hỏi đến mức rất nghiêm túc, Di Đan cũng không trả lời ngay. Chủ yếu là hắn mới vừa ở đá với Atletico thi đấu bên trong đá gần 80 phút, tiêu hao hơi lớn nhưng người nước pháp suy tư sau một lúc gật đầu nói ngươi yên tâm ta sẽ không giữ lại lực nếu như là ở ba trước kia mười tuổi hắn nhất định có thể đưa ra bảo đảm nhưng hiện tại tuổi tác của hắn quả thật có chút lớn hơn hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình tận lực mà không thể hứa hẹn nhất định làm được rõ ràng ta tin tưởng ngươi cao thâm khẽ mỉm cười nói lần này di đang ngược lại có chút bất ngờ cảm thấy đến cao thâm quá dễ nói chuyện có thể từ cao thâm trong ánh mắt di đang đọc được hai chữ tín nhiệm huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ quan hệ xưa nay đều là rắc rối phức tạp muốn thu được tín nhiệm này là chuyện phi thường khó khăn không phải nói ngươi là siêu sao ngươi con bài rất lớn tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng ngươi thật giống như luxemburg hắn liền không lớn dễ dàng tin tưởng người khác càng là siêu sao hắn càng tin tưởng chiến thuật của chính mình cùng với chính mình ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong chứng kiến này dẫn đến hắn đối với người nào đều thiếu hụt tín nhiệm cảm đối với người nào đều tràn ngập cảnh giác nhưng cao thâm cho di đan cảm giác rõ ràng không giống hắn thậm chí đều không có cho ra bất kỳ cái gì mạnh mẽ hứa hẹn cao thâm liền tin tưởng hắn hắn rất muốn biết tại sao nghe được di đan vấn đề cao thâm ha ha nở nụ cười đầu tiên chúng ta có cùng chung mục tiêu ta muốn thắng ngươi cũng muốn thắng chúng ta quyết tâm đều đủ lớn đây là chúng ta cộng đồng lợi ích thứ, ngươi không phải một cái dễ dàng làm cho người ta hứa hẹn người, nhưng ngươi nói mỗi một câu nói đều là ngươi trải qua đắn đo suy nghĩ kết quả. Vì lẽ đó a, à, ngươi nói, ta có lý do gì không tin tưởng ngươi. Lần này ngược lại là Di Đan có chút không có gì để nói. Thực, hắn cùng cao thâm tiếp xúc cũng không nhiều, xem ngày hôm nay như vậy tán gẫu, đây là lần thứ hai, nhưng cao thâm cho hắn cảm giác rất kỳ quái, xem ra hoàn toàn không giống 25 tuổi vừa mới đi ra cửa trường người trẻ tuổi, trái lại càng như là tinh thông lõi đời kẻ già đời. Nhưng Di Đan cũng hoàn toàn nhìn không thấu, cao thâm đến để muốn làm sao đi đá Arsenal. Làm nước Pháp siêu sao lần thứ hai đem vấn đề này tung khi đến, cao thâm ha ha nở nụ cười, nhưng lần này không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ sẽ nói cho người biết. Câu nói này, Di Đan liền không tin. Cao thâm khẳng định có ý nghĩ, chỉ là khả năng còn không hoàn thiện. Thời gian không hơn nhiều, hắn thật sự có biện pháp đánh bại Arsenal ở tổng số điểm trên nghịch chuyển. Nếu như thật làm được, cái kỳ giống như liền một hồi kỳ tích. Hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Loạn vực khởi tranh. Vòng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 33 cuộc so tài này không có cách nào đá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Năm tháng thúc người già. Câu nói này lại thấy đến bé kham lúc, cao thâm cảm xúc thì càng sâu hơn. Di đang là 72 năm, bé kham là 75 năm, hai người chênh lệch 3 tuổi, nhưng cùng Di đang đối mặt cao thâm vấn đề lúc, không dám cho ra trịnh trọng hứa hẹn không giống, bé kham liền không chút do dự mà biểu thị, chính mình có thể đạt đến cao thâm yêu cầu. Hơn nữa, nước Anh giữa sân xem ra ý chí chiến đấu sụt sôi, nóng lòng muốn thử. Như vậy tinh thần diện mạo, để cao thâm cảm thấy hết sức cao hứng. Nếu như riêu các siêu sao đều có thể có bét kham như vậy trạng thái cùng cầu thắng dục vọng vọng, chuyện đó liền đơn giản, riêu cũng không đến nỗi lưu lạc tới như bây giờ tình cảnh. Bét kham cũng rất nhanh công bố chính mình ngọn nguồn động lực. Đây là ta từ 03 năm gia nhập liên minh riêu tới nay, lần thứ nhất về nước Anh thi đấu. Cao thâm sững sờ, hắn vẫn đúng là không lưu ý đến điểm ấy. Nhìn thấy Beckham kham nói tới như vậy sát có việc, không cần phải nói, khẳng định không sai được. Nói như vậy, quá khứ 3 năm, Riu còn chưa bao giờ chạm qua Premier League, chẳng trách trận trước sẽ ở Betmaber không chấm một bài bởi Arsenal, lấy hiện nay Riu loại này tuổi già sức yếu tình huống, đụng với Premier League, vậy thì thật là trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết. Thành tựu đến từ cầu thủ của Manchester United. Beckham đối với tử địch Arsenal là hiểu rõ vô cùng, nhưng năm gần đây Arsenal cùng trước lại có sự bất đồng rất lớn, càng là theo Vieira chờ một nhóm cầu thủ rời đi. Arsenal đang tiến hành kỹ thuật hóa cùng tuổi trẻ hóa cải cách, đã bóng phong cách cũng thay đổi một cái dạng. Nói như thế, cao thâm xuyên việc trước, rất nhiều người đối với Weger ấn tượng là kỹ thuật lưu, giỏi về huấn luyện cầu thủ trẻ cùng đào móc ngôi sao mới, này thực là sai, hoặc là nói đúng không toàn diện. Weger đã từng cũng là bàn tay lớn truyền dài dùng tiền mua người, chỉ là sau đó vì trù xây dựng sân bóng mới, không thể không nhìn ăn nhịn mặt, lúc này mới bị ép coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ, đào móc ngôi sao mới, còn nói kỹ thuật lưu, điều này cũng không toàn diện, bởi vì có một quãng thời gian, Arsenal là Premier League đã được dơ nhất đội bóng. Sau đó, Vieira rời đội sau khi, Arsenal cầu thủ không phải thường thường bị xâm phạm, gãy chân loại hình sự cố liên tiếp xuất hiện sao rất nhiều người liền nói, đây là Weger đội bóng đang vì trước đây ân oán trả nợ. Làm cao thâm dò hỏi Beckham, đã với Arsenal một ít ý nghĩ lúc, nước Anh giữa sân liền nhắc tới Maber cuộc chiến. Cuộc tranh tài này cao thâm không có thân lịch, nhưng hắn xem qua video, thi đấu vừa bắt đầu, Arsenal liền đối với riêu khởi sướng mãnh liệt xung kích, thông qua loại kia Premier League am hiểu nhanh tiết tấu bức cướp, đem riêu làm cho đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật, nghiêm trọng quấy rầy riêu nhịp điều thi đấu cùng an bài. Caro chính mình cũng đã nói, ở Betmarber trong trận chiến ấy, Arsenal mở màn giai đoạn điên cuồng bức cướp, để riêu rất không thích ứng. Ta cảm thấy thôi, chúng ta cần muốn thay đổi một hội đội bóng phong cách, học tập một hội Arsenal thi đấu thái độ, lấy ra chúng ta dũng khí cùng quyết tâm, không muốn lại chậm rì rì địa đá bóng, như vậy là không cách nào ở hai bơ thủ thắng. Beckham đề nghị. Cao Thâm vẫn đang nghe, không được gật đầu, chờ Beckham sau khi nói xong, hắn mới dùng sức mà vỗ tay một cái, nói tới quá tốt rồi, ngươi nói ra ta muốn nói, cũng muốn làm. Dừng một chút sau, Cao Thâm chuyển đề tài, nhưng ngươi cũng biết đội bóng hiện nay hiện trạng, cùng với trận trước thất bại sau gây go tình cảnh, ta nhất định phải hơn nửa cân nhắc, lấy hay bỏ, thậm chí thỏa hiệp, có điều, ngươi nói những này, cho ta lớn vô cùng trợ giúp cùng tự tin. Beckham trong lòng cũng cao hứng, hắn tình cảnh so với út ga kết muốn khá hơn một chút, nhưng cũng đồng dạng chịu đến giao lưu các phương diện vấn đề. Nhưng hiện tại, Cao Thâm không chỉ có thể dùng lưu loát tiếng Anh với hắn câu thông, hơn nữa hai người còn có rất nhiều cộng đồng mục tiêu cùng lợi ích, điều này làm cho bé Kham đối với Cao Thâm cũng là càng xem càng hợp mắt, thậm chí thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như hắn có thể tiếp tục làm riêu huấn luyện viên, vậy cũng không sai. Nói tóm lại, ngươi yên tâm, đây là ta ở riêu cuộc đời bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tận ta tất cả có khả năng đi trợ giúp đội bóng thủ thắng bởi vì ta nằm mơ cũng muốn được ăn mặc riêu áo đấu trở về nước anh dùng thi đấu đi nói cho bọn họ biết ta thực lực nghe được beckham trong lòng còn thở không ba năm hắn là lấy phi thường gây go phương thức trời đi manchester united mà ba năm qua lại vừa vặn là riêu không thu hoạch được gì lúng túng kỳ cho tới rất nhiều người đều càng ngày càng khẳng định, chính là Beckham kham này bạc dạng đến đầu thương gia hỏa, liên lụy riêu. Hắn cũng khát vọng chứng minh chính mình. Rất tốt, có người câu nói này, ta yên tâm. Cao Thâm cười nói. Ngoại trừ rô, Di đang cùng Beckham kham ở ngoài, Cao Thâm còn từng cái cùng trong đội vài tên trọng yếu cầu thủ câu thông. Tỷ như Graven, Helgera Uggaget, Casillac mọi người ngoại trừ hỏi thăm bọn họ tình huống trước mắt cùng với so sánh thi đấu triển vọng ở ngoài hắn cường điệu cũng đang chăm chú bọn họ ở đá với atletico trong trận đấu này một vài vấn đề huấn luyện viên trưởng chiến thuật đều là cầu thủ lượng thân làm riêng cầu thủ ở trên sân bóng cảm thụ đã được thoải mái không đối với huấn luyện viên trưởng bài binh bày trận cũng là có trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa vì lẽ đó cao thâm đối với này cũng là phi thường coi trọng đại cương bất biến nhưng chính là một ít chi tiết nhỏ nơi muốn điều chỉnh Cao Thâm đều đem những này từng cái ghi chép xuống, quay đầu lại liền giao cho Makeda, ở trong khi huấn luyện cường điều sắp xếp cải tiến. Công việc này tiêu tốn hai ngày thời gian. Ở trong hai ngày này, Cao Thâm cùng trong đội ngoại trừ Ronaldo cùng các lốt chờ Brazil ban cầu thủ ở ngoài, sở hữu cầu thủ đều một lần nữa hàng huyên một lần, hơn nữa tán gẫu đến so với trước càng sâu sắc hơn. Sau khi kết thúc huấn luyện, hắn không đi tìm Caro lấy kinh nghiệm, mà là về nhà cơm nước xong liền trốn vào chiến thuật trong thư viện. Đối với Caro, Cao Thâm là phi thường kính trọng, nhưng không thể không nói, Caro rất nhiều ý nghĩ cùng lý niệm, với hắn là không tương xứng. Nói trắng ra, Caro lệch bảo thủ thận trọng, mà Cao Thâm càng cấp tiến. Phong sát Brazil Bang là như vậy, đối mặt Arsenal lúc cũng là như thế. Ở chiến thuật trong thư viện, Cao Thâm càng nhiều là đang nghiên cứu Bernite cùng Ferguson một ít làm, cường điệu hay là bọn hắn cùng que gơ tranh tài trước sau một ít chiến lược dòng suy nghĩ, bài binh bày trận cùng trường thi chỉ huy, càng là độ công kích phòng thủ. Không thể không nói, hai vị này chiến thuật đại sư một ít sắp xếp quả thật làm cho cao thâm được ít lợi không nhỏ. Làm cao thâm đang yên lặng chuẩn bị đồng thời, Riêu cũng ở đều đâu vào đấy để tiến hành kế hoạch huấn luyện. Bởi vì cao thâm thủ tiêu nửa ngày kỳ nghỉ, vì lẽ đó đội bóng có thể đánh ra một khúc huấn luyện khóa đến tiến hành độ công kích diễn luyện này tiết học bị cao thâm sắp xếp ở thi đấu trước một ngày có thể nói là tương đương quý giá tranh thủ từng phút từng giây cùng lúc đó cao thâm còn ở cuối cùng một tiết độ công kích huấn luyện khóa trước chuyên môn sắp xếp một lần chiến thuật hội nghị hắn muốn giảng giải đá với arsenal cuộc tranh tài này bên trong độ công kích chiến thuật để mỗi một cầu thủ cũng giải chính mình muốn trong trận đấu làm cái gì cùng với tại sao làm như thế mở hội xong sau lại vào buổi chiều huấn luyện khóa bên trong nhiều lần diễn luyện cao thâm tin tưởng như vậy sẽ càng hữu hiệu quả sau khi kết thúc huấn luyện riêu luyện sẽ tập thể xuất phát đi đến london ngày kế buổi sáng còn có một lần chiến thuật hội nghị từ đá xong atletico đến đá với arsenal không chỉ có là riêu huấn luyện viên tổ đội bóng bên trong mỗi người cũng giống như là mau chóng dây cót như thế không ngừng nghỉ địa làm liên tục tất cả mọi người đều hướng về cùng một cái mục tiêu ở pháp lực mỗi người đều vô cùng tập trung vào cùng chăm chú ai cũng biết nếu như ở hai bơ đội bóng không bắt được arsenal cái kia đem liên tục hai cái mùa giải dừng lại với thập lục cường chuyện này đối với riêu tới nói bất luận làm sao đều là không thể nào tiếp thu được càng quan trọng chính là cao thâm cùng rô cầm đầu ban địa phương cùng di đan cùng beckham cùng graven bọn người rất sớm đạt thành rồi nhận thức chung tất cả mọi người đều đang vì cuộc tranh tài này mà nỗ lực người khác tự nhiên cũng đều đuổi tới ngoại giới cũng không rõ ràng riêu đến cùng đang làm gì chỉ là biết cao thâm cùng brazil ban mâu thuẫn không có được giảm bớt chủ tịch martin tiếp thu truyền thông phỏng vấn tự mình đứng ra hy vọng có thể hòa hoãn mâu thuẫn để ronaldo trở về chủ lực nhưng cao thâm không tiếp chiêu cũng không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn một lòng một dạ đều nhào vào trụ sở huấn luyện bên trong quyết chiến sắp tới mưa gió nổi lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng nồng nặc quyết tuyệt sát khí. Mà mỗi người đều ở phỏng đoán, cao thầm đến để sẽ ở hai bờ lấy ra sao chiến thuật. Báo ác tổng biên Alfredo ở trong chuyên mục liền nói, Rio không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy tấn công, nhưng Arsenal cũng nhất định là quay chung quanh điểm này đến bố trí chiến thuật, Rio tấn công chẳng khác nào là trực tiếp dẫm tiến vào Weger trong bẫy rập đi. Làm sao đá? Không có cách nào đá tấn công không được, phòng thủ được không? Cũng không được, bởi vì Rio muốn thăng cấp, liền nhất định phải ghi bàn. Không chỉ có là Alfredo, liền ngay cả trước Rio giám đốc kỹ thuật Sachi đang tiếp thu báo Macca điện thoại phỏng vấn lúc đều tiết lộ, cuộc tranh tài này Rio phần thắng rất xa vời, bởi vì Weger cùng Arsenal là hiện nay châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong. Cũng không có thiếu người nhưng là phát sinh hô hào, hy vọng Rio có thể một lần nữa trọng dụng Brazil bang, càng là Ronaldo cùng Carlos tại đây loại cần muốn tiến công thời khắc mấu chốt, còn có ai so với Ronaldo càng đáng tin. So với các Carlos càng có lực xung kích. Nhưng sở hữu tất cả những thứ này đều khác nào đã chìm biển lớn, bị che ở Vadebet ở ngoài. Bên ngoài là quần tình mãnh liệt, cái gì thuyết pháp đều có, rất nhiều một loại che ngập bầu trời tư thế, liên quan với trọng dụng Ronaldo hô hào càng là đầy rẫy Tây Ban Nha các đại báo chí đầu bản đầu đề, càng là ở tân chủ tịch Martin đứng ra hô hào sau khi càng chết người chính là, Weger cũng vào lúc này đứng ra, tiếp thu nước Anh truyền thông phỏng vấn. Arsenal huấn luyện viên trưởng biểu thị, đội bóng cứ việc ở trận trước chiếm cứ ưu thế, nhưng thứ tập hợp thi đấu vẫn như cũ không thể lạc quan, Rio vẫn như cũ là trên tinh cầu này lớn nhất lực công kích đội bóng, càng là Ronaldo. Trận trước sân khách ghi bàn nhìn như chiếm cứ ưu thế, nhưng lại chẳng là cái thái gì, nó sẽ chỉ làm Rio đem hết toàn lực đi tấn công, mà bọn họ nắm giữ trên thế giới xuất sắc nhất công kích Tây Ronaldo, không có bất kỳ đội bóng phòng thủ dám nói chính mình có thể ngăn cản Ronaldo ghi bàn, chúng ta cũng không thể. Vì lẽ đó, đá với Rio, chúng ta nhất định phải trảo thật phòng thủ, nhưng chúng ta xưa nay đều không đúng tử thủ chuyên gia, vì lẽ đó chúng ta cần đang bắt thật phòng thủ đồng thời, để đội bóng đạt đến một loại cân bằng. Mà khi phóng viên dò hỏi, Rio trong đội để Weger kiên kỵ nhất cầu thủ lúc, Arsenal huấn luyện viên trưởng không chút do dự mà lựa chọn ronaldo hắn tin chắc ronaldo nhất định sẽ cũng nên xuất hiện ở sân vận động hai bơ Weger phỏng vấn một khi báo chí phát sinh lần thứ hai gợi ra kịch liệt thảo luận càng là truyền tới tây ban nha lúc tây ban nha truyền thông hô hào ronaldo trở lại tiếng gầm thì càng lớn trận trước sân nhà không chấm một thất bại thứ tập hợp sân khách có lý do gì không đi tấn công nếu là muốn tiến công cái kia lại có lý do gì không cần Ronaldo? Loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 ai là nội quỷ? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Như trước kia riêu lão Sport City lẫn nhau so sánh, và Deadbed phần cứng phương tiện có thể gọi thế giới định cấp. Không nói những thứ khác, Liên này một gian cung cấp cho đội chủ lực cầu thủ sử dụng phòng họp các loại tiên tiến thiết bị không thiếu gì cả ở châu âu các đại trong câu lạc bộ cũng coi như là không thường thấy lúc này giờ khắc này cầu thủ của real madrid đều ngồi ở đây rộng rãi sáng sủa trong phòng họp chờ đợi huấn luyện viên trưởng đến tuy nói là đều tự tìm chỗ ngồi xuống nhưng từ cầu thủ tuyển tòa liền có thể nhìn ra phòng thay đồ hiện nay đại thể tình huống lấy rô guti cầm đầu ban địa phương ngồi ở giữa trước vị trí Di đàn cùng bé khăm ngoại hạng viên có dự trước, có thoáng ở phía sau ngồi, mà xem Ronaldo, các Los chờ cầu thủ Brazil, nhưng là tất cả đều ngồi ở cuối cùng bài, tư thế ngồi cũng có vẻ rất hững hờ, thật giống như trận này hội nghị với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì tự. Trên thực tế, phòng thay đồ người đều biết, trận này hội nghị cùng Brazil ban xác thực không có quan hệ gì. Thay quyền huấn luyện viên trưởng cao thâm cùng quan hệ của bọn họ không có hòa hoãn làm sao có khả năng sẽ an bài bọn họ ra trận. Ngay ở ngày hôm trước, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Makeda cùng Ronaldo cùng các Carlos tiến hành rồi trò chuyện, chuyển đạt huấn luyện viên trưởng một ít ý tứ, đã với Arsenal cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu, bên ngoài dư luận cũng phi thường quan tâm rêu bên trong, vì lẽ đó hắn hy vọng cầu thủ Brazil, càng là Ronaldo cùng các Carlos, trong khoảng thời gian này có thể không ở truyền thông trên phát ra tiếng. Ai cũng biết, hai người này vẫn luôn hy vọng cho huấn luyện viên trưởng tạo áp lực, mà hiện ở bên ngoài yêu cầu Ronaldo cùng các lốt đá chủ lực tiếng hô rất cao, nếu như hai người lúc này đứng ra, ở truyền thông trên nói chút gì, cái kia thay quyền huấn luyện viên trưởng tình cảnh gặp càng thêm bị động. Makeda sau khi nói xong, Ro cũng thông qua di đàn cùng Beckham chuyển đạt hắn ý kiến, cũng hy vọng Brazil bang ở trước khi quyết chiến, có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn ở thời khắc máu chốt cho đội bóng quấy rối đang cùng Beckham cũng đồng dạng tiết lộ tương tự ý kiến. Vì lẽ đó, hai ngày nay, bên ngoài dư luận rất lớn, nhưng Ronaldo cùng Carlos cùng với Brazil ban cầu thủ nhưng rất biết điều. Bọn họ tất nhiên là không nhát gan sợ phiền phức, đương nhiên cũng muốn nháo một hồi, tranh một cái vị trí chủ lực, nhưng bọn họ nhất định phải cân nhắc, thật trở mặt, vậy bọn họ ở phòng thay đồ liền sẽ bị triệt để cô lập lên. Vì lẽ đó, khẩu khí này bọn họ chỉ có thể nhìn cũng bởi vì như thế, vì lẽ đó bọn họ ở mở hội lúc, liền lấy phương thức như thế đến tiến hành không hề có một tiếng động kháng nghị. Nếu như không phải buổi chiều còn có huấn luyện khóa, bọn họ khẳng định trực tiếp vắng chỗ. Cao Thâm cầm một bản giày đặt sổ tay đi tới. Nhìn lướt qua trước mặt mọi người, hắn khẽ mỉm cười, giơ tay phải lên một viên USB, mới từ thăm dò cầu thủ tổ bên kia bắt được một ít vật liệu, thời gian hơi trễ, thật không tiện mọi người cũng không để ý thực nghiêm chỉnh mà nói cao thâm cũng không có trễ là bọn họ làm đến có chút sớm thư dịp trợ thủ lucas đi thao túng bộ kia nhiều truyền thông hệ thống thời điểm cao thâm trực diện cầu thủ của real madrid hiện tại cửa lớn tụ tập rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đây là ta phi thường không thích địa phương cao thâm lại như là ở nói chuyện phím việc nhà như thế thuận miệng nói chúng ta đều biết nước Anh truyền thông là không lọc chỗ nào, nhưng bọn họ thực càng thêm quan tâm chính là cầu thủ cuộc sống riêng. Điều kỳ quái nhất tình huống là, bọn họ dĩ nhiên sẽ trực tiếp ở cầu thủ cửa nhà lắp đặt máy thu hình, 24 hát quản chế, vì lẽ đó rất nhiều người đều nói, nước Anh truyền thông đều là đem cầu thủ phủng cao đến một cái không hợp lý độ cao, lại nghĩ hết tất cả biện pháp đi hủy diệt hắn. Coi như là đến từ nước Anh Beckham cùng Uggaget, cũng đều đối với cao thâm lời nói này rất tán thành này ở nước Anh giới bóng đá là nhận thức chung. Chúng ta riêu tình huống lại có chỗ bất đồng, từ 2000 năm bắt đầu, chúng ta câu lạc bộ kinh doanh lý niệm hãy cùng hắn câu lạc bộ hoàn toàn khác nhau, từ tầng quản lý diện, dẫn vào chính quy công ty chế độ, này tốt vô cùng, mọi người đều có thể vào ngày thường bên trong cảm thụ được như vậy chỗ tốt cùng hiệu suất. Đây quả thật là là Florentino mang đến, lớn vô cùng một phần cống hiến, mà fan bóng đá bình thường cũng không biết nhưng câu lạc bộ kinh doanh chiến lược lại dẫn đến chúng ta nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc bại lộ ở truyền thông đèn pha dưới thậm chí bọn họ là cầm kính phóng đại ở từng giọt nhỏ địa đào móc trên người chúng ta bí mật ở trước mặt bọn họ chúng ta giống như bị cởi hết quần áo tự không hề việc riêng tư có thể nói không chỉ có là cá thể phòng thay đồ cũng là như thế guti cùng ronaldo ra tay đánh nhau bí mật là làm sao tiết lộ ronaldo gọi điện thoại cho florentino bức cung lại là làm sao tiết lộ. Ban địa phương cùng Brazil ban ở phòng thay đồ nội chiến, là ai để lộ ra đi? Rất nhiều người sẽ cảm thấy, có nội quỷ. Vậy nội quỷ là ai? Công nhân. Huấn luyện viên. Cầu thủ. Một cái. Hai cái. Vẫn là càng nhiều. Đây chính là riêu lý niệm. Florentino kinh doanh lý niệm chính là nhãn cầu kinh tế trăm phương ngàn kế địa hấp dẫn toàn thế giới nhãn cầu, này liền cần phải mượn truyền thông đến thực hiện, bao quát hoạt động cùng tiến cử siêu sao, đều là đạt đến cái mục đích này. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, rìu trong thời gian cực ngắn, cấp tốc chuyển thiệt thòi vì là doanh, trở thành toàn thế giới kiếm được tiền nhất hào thủ môn phát bóng đội, nhưng tai hại chính là truyền thông quá độ đưa tin, dẫn đến phòng thay đồ bên trong cùng cầu thủ cá thể không hề bí mật có thể nói. Hiện tại Cao Thâm nói tới mỗi một câu nói, rất khả năng mấy phút sau liền bị truyền thông biết, mà ở đây mỗi người, thậm chí và deadbed mỗi người, đều có khả năng là người tiết lộ bí mật. Cao thâm kiếp trước, Mourinho nói muốn đào nội quỷ, làm sao đào? Riêu tần quản lý biết không? Biết. Nhưng nếu lựa chọn con đường này, bọn họ liền muốn chịu đựng như vậy đánh đổi, vì lẽ đó bọn họ không những không nghĩ tới phải bảo vệ cầu thủ, trái lại ở đổ thêm dầu vào lửa điều này sẽ đưa đến cầu thủ không chỉ có không có bí mật, hơn nữa áp lực lớn vô cùng. Chỉ cần một cuộc tranh tài không đá được, truyền thông lập tức liền cùng mà công, thậm chí trong khi huấn luyện biểu hiện không tốt, lập tức liền biến thành dư luận tiêu điểm. Thử hỏi, tại đây loại không bình thường dưới áp lực, có ai có thể đá được bóng tốt? Mọi người ở đây, từ Rô, Ro, Ronaldo, Di Đàn đến Beckham, thậm chí đến huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng môn, tất cả đều từ câu lạc bộ bộ này kinh doanh lý niệm bên trong được lợi, nhưng cùng lúc cũng đều là người bị hại. Cũng bởi vì như thế, đối với cao thâm lần này bực tức, bọn họ phi thường cộng tình, thậm chí từ trong lòng tán thành. Được rồi, phía dưới mở hội. Nhìn thấy Lucas làm tốt nhiều truyền thông hệ thống sau, cao thâm cũng có chừng có mực. Trận này hội nghị trọng điểm chính là thảo luận đá với Arsenal chiến thuật. Cao thâm từ riêu thăm dò cầu thủ tổ bên kia được tình báo, phân tích sau đến ra một cái khá là đáng tin kết quả, vậy thì là Weger rất có thể sẽ không lấy 4, 4, 2 chiến thuật, nói cách khác, pháo thủ không dự định cùng riêu đối công. Hắn muốn chính là công thủ cân bằng. Hắn biết chúng ta muốn tiến công, nhưng hắn đối với mình phòng thủ có lòng tin, vì lẽ đó hắn không dự định tử thủ, mà là muốn gánh vác chúng ta tấn công sau, thông qua nửa sự phản kích của bọn họ đến công phá chúng ta khung thành. Chỉ cần bị hắn lại tiến vào một cái bóng, chúng ta liền xong đời trong phòng họp tỉnh đến yên lặng như tờ nhưng khi nghe đến cao thâm lời nói sau rất nhiều người đều không hẹn mà cùng gật đầu sân nhà không chấm một đã như thế khó đá lại cho arsenal ghi bàn riêu trực tiếp đầu hàng quên đi vì lẽ đó ta lớn mật suy đoán hắn gặp lấy bốn hai ba một chiến thuật đây là ta cùng huấn luyện nhân viên thôi diễn đi ra đội hình ra sân phía sau trên màn ảnh lớn xuất hiện arsenal chiến thuật trạm vị đồ 4, 2, 3, 1, thủ môn Le Mans, hàng hậu vệ là Flamini, Sendero, Colo Toa cùng Ebu, đây là Arsenal hiện nay nhất là ổn định hàng hậu vệ. Song tiền vệ trụ là Jimberto Siva cùng Fabregas, phía trước ba tên cầu thủ là Reyes, S, Hép cùng Luan Bớt, tiền đạo cắm là Henry. Đây là cao thâm suy đoán đội hình, nhưng không bài trừ dụng Adebayo thay Reyes độ khả thi. Luan Bớt ở cuối tuần Derby chiến bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, Weger chắc chắn sẽ không để hắn thay thế bổ sung, bởi vì này sẽ đã kíp cầu thủ tính tích cực, mà ở đếp bi chiến bên trong, Luan Bớt là đá tiền vệ cánh trái, còn hết, hắn cũng là mùa giải này Weger đặt vào kỳ vọng cao cầu thủ, vẫn luôn là dẫn đường biên, nhưng ở Bundesliga đá bóng trong lúc, hắn là đá tiền vệ tấn công. Vì lẽ đó hiện tại, đến cùng là Luan Bớt cùng hết gặp lấy ra sao trạm vị, cao thâm không rõ ràng lắm. Nhưng Reyes nên đá cánh trái. Chúng ta đều biết, Arsenal tổ chức gặp từ Fabregas cái điểm này khởi xướng, vì lẽ đó chúng ta cần di đang đi áp chế lại Fabregas cái điểm này, đồng thời cũng đi kiềm chế Jinbuto Shiva, điều này cần rất tích cực chạy. Henry cùng Reyes đều am hiểu ở bên trái đường tới lui tuần tra, vì lẽ đó, ở chúng ta không có khống chế bóng quyền thời điểm, ta cần Beckham từ cánh phải đúng lúc địa lùi lại đến hữu tiền vệ trụ vị trí này, tiến tới hình thành ba tiền vệ trụ phòng thủ cơ chế bảo vệ phòng tuyến của chúng ta. Abelo có thể theo Henry đi ra ngoài, Ramos đúng lúc chia sẻ bên phải đường áp lực, và là phải có thể trở lại trung vệ trên, bù đắp trung lộ phòng thủ. Cao Thâm thông qua PPT không ngừng mà biểu thị chính mình đối với làm sao đông lại Arsenal cánh trái tấn công phòng thủ ý chính, càng là đối với cầu thủ phối hợp cùng chạy chỗ. Có bóng trạng thái là 4-2-3-1, không bóng trạng thái phải có thể cấp tốc thiết về 4. 3, 1, 2, Beckham cái điểm này cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như hắn không trở lại, một khi cánh phải phòng thủ gặp sự cố, dè La rét cần trở lại trên hàng hậu vệ bù vị lúc, vòng ngoài cấm địa liền xuất hiện không cản. Xế chiều hôm nay này đường độ công kích huấn luyện khóa, cao thâm liền để huấn luyện nhân viên sắp xếp phân tổ chiến thuật huấn luyện, bên trong liền đem sắp thủ phát cái phòng tuyến này, cùng với sông tiền vệ trụ, Beckham các cầu thủ đặt ở cùng một chỗ trọng điểm diễn luyện đội bóng ở phòng thủ lúc chạy chỗ cùng phối hợp, đồng thời lại sắp xếp cầu thủ đóng vai Arsenal cánh trái tấn công nhân vật. Có thể nói, chỉ cần bảo vệ Arsenal cánh trái tấn công, cái kia ngăn cản Arsenal ghi bàn độ khả thi liền rất lớn. Ngoài trừ trọng điểm bố trí cánh phải phòng thủ, cao thâm hắn phòng thủ khu cũng đều có độ công kích sắp xếp. Đối với ngoại giới nhất là phổ biến quan tâm, riêu cuộc tranh tài này đến cùng gặp lấy ra sao chiến thuật đấu pháp cao thâm cũng ở cuộc tranh tài này cho sở hữu cầu thủ thấu một cái để tình cảnh của chúng ta bây giờ rất lúng túng muốn thăng cấp liền chỉ có thể vào công nhưng arsenal cùng toàn thế giới đều biết chúng ta gặp tấn công pháo thủ đã ở hai bơ bố trí sông cạm bẫy sẽ chờ chúng ta một cước dẫm đi vào nếu như dựa vào phòng thủ chờ đợi arsenal phạm sai lầm loại này chiến thuật lại quá mức bảo thủ cùng tiêu cực arsenal phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng cho chúng ta cơ hội như vậy chúng ta xem ra hiểu được tuyển nhưng trên thực tế chúng ta không có lựa chọn khác vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta tuyệt không thể để cho arsenal nắm mũi dẫn đi nhất định phải do chúng ta đến khống chế tiết tấu ở đây tất cả mọi người đều ý thức được cao thâm đã làm ra quyết định này nhất định sẽ là cái thắng bại khó liệu gian nan quyết định truyền siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn động cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 đây mới là người xuyên Việt nên có nhân sinh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Màn đêm buông xuống, London phía Bắc, Arsenal Kiani trụ sở huấn luyện, huấn luyện viên trưởng văn phòng đèn vẫn như cũ sáng. Weger ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn mặt trước màn hình máy vi tính bên trong một hồi bóng đá thi đấu. La Liga vòng thứ 26, rưu sân nhà nghênh chiến Atletico. Này đã là hắn lần thứ mấy quan sát cuộc tranh tài này. Weger chính mình cũng không nhớ rõ, nhưng càng xem càng cảm thấy đến thú vị. Ở đá với Atletico trong trận đấu này, Riu tấn công thực là rất thô ráp, rõ ràng chính là không trải qua tỉ mỉ mài cùng diễn luyện. Nhưng đội bóng này phòng thủ rất đáng giá cân nhắc. Cầu thủ sai lầm rất nhiều, tình cảnh trên xem ra rất bị động. Vì lẽ đó rất nhiều fan bóng đá, thậm chí không ít Tây Ban Nha truyền thông đều chỉ trích Riu đá Italy bóng đá. Không biết chân chính người trong nghề đang xem này tràn thời điểm tranh tài, đều có thể rất dễ dàng địa từ bên trong nhìn ra đầu mối. Riu phòng thủ hệ thống thay đổi cái kia mới có 25 tuổi Trung Quốc thanh niên cho này chi già nua đội bóng truyền vào mới mẻ dòng máu. Mặc kệ là sông tiền vệ trụ, vẫn là phòng thủ hệ thống, xem ra đều rất có Bernite mùi vị, khác biệt duy nhất chính là, Rio ở thi đấu bên trong cũng không lấy địa vị cao bức cướp áp bức chiến thuật. Đây là xuất phát từ cầu thủ cân nhắc. Vẫn là cao thâm không hiểu những này. Weger không biết được, nhưng coi như như vậy, cũng đầy đủ kinh diễm hắn có thể mới 25 tuổi A. À. Xem xong thi đấu sau, Weger có chút chưa hết thầm thèm, trong đầu không tự chủ được mà bay lên một nghi vấn, cái này cũng là trôi qua mấy ngày, toàn thế giới fan bóng đá đều đang ngẩng đầu mong mỏi nghi vấn. Làm khách sân vận động hai bơ, gặp lấy ra sao chiến thuật. Nếu như là Caro lời nói, thực sẽ tốt hơn đoán, bởi vì tên này huấn luyện viên trưởng rất khó có lớn như vậy quyết đoán. Nhưng cao thâm liền không nhất định người trẻ tuổi đều là càng thêm kích động, càng thêm lỗ mãn. Còn có Ronaldo cùng Carlos, này hai tên riêu tấn công đại tướng có thể hay không được ra trận cơ hội. Weger trước cùng huấn luyện nhân viên tiến hành lúc trước thôi diễn thời điểm, đều cảm thấy đến xác suất cao là biết, coi như không thủ phát, nên tiến vào danh sách lớn, bởi vì riêu thật sự rất cần Ronaldo cùng Carlos năng lực tiến công. Hơn nữa, Rưu Tân chủ tịch cũng đứng ra. Weger trước tiếp thu phỏng vấn lúc, cũng đổ thêm dầu vào lửa một cái, bởi vì hắn cũng hy vọng Ronaldo cùng các Carlos thủ phát. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn ở hai bơ phục chế Betma bơ một trận chiến. Riêu lão cầu thủ hơn nhiều, vài tên siêu sao thân thể đã theo không kịp cường độ cao nhịp điệu thi đấu, nếu như Ronaldo cùng các Carlos lên sân khấu lời nói, cái kia riêu tiết tấu gặp càng chậm hơn, cầu thủ toàn thể chạy gặp càng kém. Arsenal, hoặc là nói, Premier League am hiểu nhất cái gì? nhanh tiết tấu chạy cùng xung kích. Lấy mau đánh chậm. Vì lẽ đó Weger mới sẽ ở truyền thông trên cố ý nói những câu nói kia. Truyền thông, phan bóng đá, tầng quản lý, chủ tịch, thậm chí ngay cả đối thủ đều đứng ra, Weger cảm thấy thôi, riêu vị này 25 tuổi thay quyền huấn luyện viên trưởng nên thỏa hiệp chứ. Giáo sư nghĩ đến bên trong lúc, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Này một chiêu, hắn là cùng cái kia đầy bụng ý nghĩ xấu lão già nát trụ học. Ngay vào lúc này, trợ lý huấn luyện viên Pat Louis xuất hiện ở cửa phòng làm việc, gõ gõ cửa. Weger ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên nóng ruột bận bịu hoảng địa đi tới, trong tay cầm lấy một phần phát. Madrid bên kia tuyên bố kết thúc, đây là chúng ta mới vừa bắt được triêu 18 người danh sách lớn. Pat Louis đem phát đưa cho Weger, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Theo chúng ta trước suy đoán có chút không giống, Ronaldo, Carlos, Baptista, Robinho cùng Cicinho chờ Brazil ban cầu thủ, vẫn là một cái đều không tiến vào danh sách lớn. Weger tầm mắt vẫn luôn tập trung đang truyền thật sự trong danh sách, một cái tiếp theo một cái tên đảo qua đi, phát hiện thật không có Ronaldo cùng các lốt mọi người, này mới kinh ngạc địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trợ thủ của chính mình. Bọn họ đoán sai. Nhưng rất nhanh, Weger lại nở nụ cười, lắc đầu nói. Quả nhiên là người trẻ tuổi, lá gan rất lớn toàn thế giới đều ở hô hào Ronaldo cùng các Carlos, liền người lãnh đạo trực tiếp đều đứng ra yêu cầu sắp xếp hai người ra trận, kết quả, cao thầm chính là không an bài, vẫn cứ gánh vác sở hữu áp lực. Này hoặc là là ở cuộc cường kiên trì kế hoạch của chính mình, hoặc là chính là ở vò đã mẻ không sợ rơi. Có thể ở Betmarber đánh bại Atletico, thấy thế nào cũng có thể là người trước. Người trẻ tuổi này có chút ý nghĩa. Weger ha ha khen, hắn rất ít khen người càng là đối phương huấn luyện viên. Nhưng lần này, hắn thật cảm thấy thôi, cao thâm rất thú vị. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn là đến từ Lao Bu Bớt Đại học. Đúng, thể dục chuyên nghiệp, ta đặc biệt đi biết một chút, thành tích học tập rất tốt. Weger gật gật đầu, quay lại chờ hắn từ riêu soái vị bên trên xuống tới, ngươi liền đi liên lạc một chút, cho hắn một phần hợp đồng, để hắn đến Kiani tới làm, ta yêu thích người trẻ tuổi này. Pat Louis sửng sốt, đây là muốn đào tường sao? Không có Ronaldo cùng Carlos, không có Brazil bang, Weger tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn những câu nói kia thật thật giả giả, có hay không Ronaldo, đều mỗi người có lợi và hại. Nhưng rất hiển nhiên, cao thâm ở căn cứ ý nghĩ của chính mình làm ra lấy hay bỏ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Weger cũng rất muốn biết. Hầu như cùng Weger cũng trong lúc đó, ở madrid vùng ngoại thành một bộ trong biệt thự trước triêu chủ tịch florentino cũng vừa từ trợ lý redondo trong miệng được biết mới vừa kết thúc trận này buổi họp báo tin tức kết quả thậm chí còn được càng nhiều dựa theo uefa yêu cầu huấn luyện viên trưởng nhất định phải tham gia lúc trước cùng sau trận đấu buổi họp báo tin tức trừ phi có tình huống đặc biệt redondo vừa dứt lời florentino liền không nhịn được cười mà cười ra tiếng vì lẽ đó hắn có tình huống đặc biệt Redondo cố nén cười ý, gật đầu nói. Đúng, nói đúng không thoải mái. Lý do này quá gượng ép, dù là ai đều nghe được ra đây là ở qua loa. Chúng ta vị này thay quyền huấn luyện viên trưởng thật sự rất thú vị, liền cớ đều chẳng muốn suy nghĩ, có thể mặt khác, hắn dĩ nhiên vẫn kiên trì không cần Ronaldo cùng Carlos, có can đảm cùng tất cả mọi người là địch, có chút ý nghĩa, thật sự rất thú vị. Florentino đột nhiên cảm thấy thôi, chính mình rất muốn gặp gỡ người trẻ tuổi này. Thời đại này, thú vị người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều. Hắn đây là đem mình ép lên tuyệt lộ. Redondo lắc đầu nói. Dưới cái nhìn của hắn, này bao nhiêu vẫn còn có chút hành động theo cảm tình. Ngươi muốn như thế nghĩ, Manuel, nếu như hắn sáng sớm liền quyết định, chỉ cần bại bởi Arsenal, mặc kệ câu lạc bộ lưu không để lại hắn, hắn cũng có đi, vậy ngươi liền không khó đoán hắn lúc này giờ khắc này quyết định này nếu như thuận theo dân ý, bắt đầu dùng Ronaldo cùng các Carlos, coi như bại bởi Arsenal, Rio bị đào thải ra khỏi Champions League, cao thâm bị cuốn gói là xác suất cao sự kiện, nhưng chung quy vẫn có một tí tẹo như thế hy vọng, có thể hiện nay, đứng vững sở hữu áp lực, cùng tầng quản lý, truyền thông cùng phan bóng đá đối nghịch, thắng tự nhiên là đều đại hoan hỷ, có thể thua, hắn phải gánh vác sở hữu bêu danh rời đi. Còn nữa nói, Manuel, ngươi cảm thấy thôi, Martin lúc này giờ khắc này trong lòng gặp nghĩ như thế nào? Redondo né qua cái ý niệm đầu tiên là Martin hiện tại nên tức giận, bởi vì hắn đề bạc lên thuộc hạ ngỗ nghịch ý của hắn. Có thể rất nhanh, hắn lại cân nhắc đến càng sâu một tầng, phát hiện Martin không lý do tức giận. Ronaldo là tiền nhiệm cọc tiêu dẫn viên, lúc này dùng Ronaldo thắng, công lao muốn phân tiền nhiệm, thu tự mình cổng qua, chuyện này làm sao xem cũng không có lời hơn nữa hắn trước một trận còn tuyên bố muốn chèn ép siêu sau đây. Ít nhiều biết một ít nội tình người đều hiểu, Martin vào lúc này đứng ra hòa giải, bao nhiêu là cảm nhận được hội đồng quản trị, truyền thông cùng fan bóng đá áp lực, nhưng trong lòng hắn đầu khẳng định là không muốn Ronaldo cùng các Carlos trở lại. Không cần người Brazil, thắng tất cả đều là công lao của hắn, thua không phải rất bình thường sao. Champions League nhiều năm như vậy đều không đội bóng thắng quá như vậy thi đấu ai có thể yêu cầu hắn nhất định phải thắng. Nghĩ đến bên trong, Redondo nhất thời rõ ràng. Lúc này Martin phỏng chừng trong lòng ở trong tối thoải mái. Muốn hiểu chưa? Florentino ha ha cười hỏi, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, cổ tay cũng không phải kém. Trước xếp đặt Martin một đạo, hiện tại lại chủ động ông đồng dưới phần này áp lực, coi như thật sự gánh oan tan học, Martin cũng sẽ xét đối xử tử tế hắn. Thế lãnh đạo gánh oan, cái này cũng là một môn học vấn. Không nói những thứ khác, Vandano từ riêu tan học, không phải là thế Florentino gánh oan sao. Florentino không cũng như thường đối xử tử tế hắn. Thậm chí, nếu như thời cơ thích hợp, trở về Rio ghế chủ tịch, Florentino cũng hay là muốn để Vandano theo chính mình đồng thời trở về, đây chính là chứng minh tốt nhất. Ngay vào lúc này, Redondo điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Badmaber bên kia lại truyền tới một tin tức martin quyết định theo đội xuất chinh hai bơ cuộc tranh tài này muốn thủ thắng cơ bản không có khả năng lắm xuất phát từ bộ mặt cân nhắc sắp xếp phó chủ tịch kiêm giám đốc kỹ thuật putravê theo đội cũng đã xem như là rất cao quy cách martin tự mình đi đây chính là đối với cao thâm đoàn kết đội bóng xuất phát trước cao thâm đặc biệt chạy một chuyến hot khu hắn đến cùng caro cáo biệt nếu như Cuộc tranh tài này thua, ta liền không trở lại." Cao Thâm kiên quyết nói rằng. Caro bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng ngoại ý muốn nhìn Cao Thâm, hắn không nghĩ đến Cao Thâm đã rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Cuộc tranh tài này rất trọng yếu, nhưng thật đáng giá Cao Thâm đánh bạc tất cả những thứ này sao? "Đừng kinh ngạc như vậy, Caro tiên sinh, thế giới này rất công bằng." Cao Thâm ngược lại tiêu tan nở nụ cười. "Nếu như ta thắng, lúc trở lại lần nữa hết thảy tất cả đều sẽ hoàn toàn khác nhau đến lúc đó ta nên liền phải nhận được một phần chuyển chính thức dạy học hợp đồng này sẽ làm ta trở thành châu âu giới bóng đá thậm chí thế giới giới bóng đá từ trước tới nay trẻ trung nhất huấn luyện viên cuộc đời của ta sẽ nhờ đó phát sinh biến hóa long trời lở đất cùng cái này lẫn nhau so sánh thua bóng trả giá trái lại không có gì cao thâm đột nhiên rất hưởng thụ lúc này giờ khắc này loại này cảm giác vừa xem muốn vào tầng ám sát kinh kha vừa giống như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hạng vũ, còn xem lưng nước liệt trận hàng tính, nhưng hắn càng yêu thích vị thủy bờ sông lý thế dân. Đây mới là người xuyên việt nên có nhân sinh a. À. Caro im lặng, hắn rõ ràng cao thâm nói tới, nhưng hắn vẫn là thở dài, đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn cố chấp như vậy, không cho Ronaldo cùng các lố tiếng vào danh sách lớn. Có hai người kia ở, đội bóng lực công kích gặp càng mạnh hơn, cái này chẳng lẽ ngươi không biết sao? biết. Cao thâm lý giải Caro ý nghĩ, nhưng bọn họ thật sự không ở kế hoạch của ta ở trong. Làm ra quyết định này, Cao thâm là có nhiều phương diện cân nhắc, mà chủ yếu nhất vẫn là từ kỹ chiến thuật góc độ đi làm quyết định này. Kế hoạch của ngươi Caro chau mày, ý của ngươi là, ngươi dự định nghiêm phòng thủ tử thủ, chậm đợi Arsenal phạm sai lầm. Cao thâm khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thôi, ta như là như vậy bảo thủ người sao? Thẻ trao tân lúc không nói gì, bởi vì tự hỏi mình, đổi lầm là hắn, hắn rất khả năng liền làm như thế. Yên tâm đi, Caro tiên sinh, ở hai bờ, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một nhánh không giống nhau Real Madrid. Truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn động cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Thượng Đế, Cứu Giúp Triêu Đi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngày mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Một ngày này, cao thâm là từ một phần đưa tin bắt đầu. Riêu Tiến nói báo marca ở ngày thi đấu buổi sáng, phát sinh cuối cùng hô hào. Thượng đế, cứu giúp Riêu đi. Câu nói này hầu như hô lên sở hữu cổ động viên Real Madrid nội tâm la lên, bởi vì đêm nay ở London sân vận động hai bơ trận chiến này, đem quyết định Riêu mùa giải này Champions league vận mệnh, thậm chí quyết định vô số người vận mệnh. Báo marca tỉ mỉ sáng tác một bài văn chương, một mặt trình bày riêu hiện nay tình cảnh gây go trình độ, nhưng cùng lúc cũng hô hào riêu trên dưới muốn động tâm hiệp lực, ở sân khách sáng tạo kỳ tích, muốn xuất ra Juanito tinh thần, coi như là thua, đều muốn đá ra riêu tinh khí thần. Văn chương cuối cùng, báo mát ca đều cho rằng, riêu muốn thắng, chỉ có thể cầu viện với Thượng Đế. Mà ở đệ nhị bản mặt khác một bài văn chương bên trong, báo mát ca công kích thay quyền huấn luyện viên trưởng cao thâm hoang đường quyết định, cho rằng hắn không đem trong đội số một đạt được tay Ronaldo mang đến London, này giống như là là tự sát. Hắn chính đang hủy diệt triêu. Cao thâm nhìn thấy câu nói này lúc, không nhìn được một trận cười gằn. Bởi vì đá với Atletico trước, những này truyền thông cũng đều là nói như vậy. Báo ác đưa tin cùng báo Macca so ra, cũng là không kém bao nhiêu. Bọn họ đầu bản bề ngoài là một tấm ở Madrid thủ đô sân bay quay chụp bức ảnh, bên trong có rất nhiều cổ động viên Real Madrid đưa đội bóng xuất chinh London, bên trong có một tên fan bóng đá ở trước mắt đưa đội bóng lúc trời đi, ở trước ngực khoa tay thập tự, hướng lên trời cầu xin trong nháy mắt. Thượng đế, hy vọng thứ tư không thuộc về Henry đi. Đây là báo ác sau đó phỏng vấn tên này cổ động viên Real Madrid lúc, hắn nói ra tiếng lòng của chính mình. Ở Betmarber, chính là Henry để Real gặp sân nhà thất bại thống khổ, mà tất cả mọi người cũng đều kết luận ở sân vận động hai Henry vẫn như cũ sẽ là Arsenal uy hiếp lớn nhất cầu thủ, cũng sẽ là riêu hàng hậu vệ đối thủ lớn nhất. Tên này cổ động viên Real Madrid nói, Arsenal cùng Atletico tuyệt nhiên không giống, pháo thủ thực lực càng mạnh hơn, phòng thủ càng vững chắc, lực công kích cũng càng thêm xuất sắc. Chuyện này đối với Real thử thách gặp tương đối lớn, càng quan trọng chính là, ở Champions League vòng nóc OUT trong lịch sử, ngoại trừ 10 năm trước Ajax, không có ai sáng tạo quá kỳ tích như thế này chỉ cần là không mất đi lý trí, sẽ không có người cảm thấy thôi, bây giờ riêu cùng 10 năm trước cái kia chi a có bất kỳ khả năng so sánh. Báo ác biểu thị, riêu muốn ở sân vận động hai bơ thủ thắng, cần muốn chiếm được thượng đế chăm sóc. Không chỉ có là báo mát ca cùng báo ác, hắn Tây Ban Nha truyền thông, thậm chí bao gồm đội báo ở bên trong một ít châu Âu chủ lưu truyền thông, đối với riêu Hyper cuộc chiến đều cảm thấy bi quan, cho rằng nghịch chuyển độ khả thi rất nhỏ bé càng là ở trải qua đổi xoái rung chuyển sau khi. Dùng Tây Ban Nha El Pas lời giải thích chính là, không có ai gặp hy vọng một cái 25 tuổi newbie, dẫn dắt triêu đánh bại mạnh mẽ ngông cùng tự đại Arsenal, càng là ở phong sát Ronaldo tình huống. Này tự hồ cũng rất nói xuôi được. Mà cùng Tây Ban Nha cùng châu Âu chủ lưu truyền thông dồn dập đại sướng Rio không giống, nước Anh truyền thông đối với Arsenal sân nhà Bắc Triêu phổ biến cảm thấy lạc quan, phương diện này là bởi vì lịch sử số liệu chống đỡ, mặt khác cũng bởi vì Arsenal hiện nay hài lòng trạng thái. Pháo thủ trên một vòng 4 0 không cùng thắng Fulham đã được phi thường đặc sắc, cầu thủ trạng thái cũng đều tốt vô cùng, này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, ở sân vận động hai bơ, Arsenal thậm chí có thể sẽ dùng một hồi đặc sắc tàn sát đến thăng cấp tứ kết. Cao thâm không mang Ronaldo cùng các lốt quyết định, cũng làm cho nước Anh truyền thông cảm thấy hưng phấn, bọn họ đều cho rằng, đây là Rio muốn lấy phòng thủ tín hiệu. Không có Ronaldo, Rio có thể ỷ lại siêu sao cũng chỉ còn sót lại Rô, Di đang cùng Beckham, nhưng này ba tên cầu thủ đang đối mặt Arsenal lúc đều không có rất tốt biểu hiện, càng là Beckham. Ở Manchester United đá 8 năm bóng, Beckham có 7 lần xuất chinh hai bơ, chỉ có 2 lần thủ thắng, tỷ lệ thắng cảm động. Ngoài ra, còn có một việc là đối với Rio tương đương bất lợi, vậy thì là sân vận động hai bơ to nhỏ. Mọi người đều biết, UEFA đối với sở hữu Champions League nơi so tài đều có nghiêm ngặt nhỏ bé yêu cầu, nhưng bọn họ chỉ quy định một cái phạm vi, câu lạc bộ có thể căn cứ tự thân kỹ chiến thuật đặc điểm, lựa chọn phù hợp nhất chính mình lợi ích nhỏ bé, tỉ như dài một chút, rộng một điểm, chỉ cần là ở quy định trong phạm vi là được rồi. Sân vận động hai bơ trường 101m, rộng 67m là châu Âu nhỏ nhất sân vận động một trong mà Bét sân bóng sân bãi trường 105 m rộng 68 m nói cách khác, đầy đủ so với sân vận động hai bơ dài ra 4 m rộng 1 m Chớ xem thường này mấy mét chênh lệch, đối với Champions League loại này cao nhất trình độ cầu thủ tranh tài, càng là đối với riêu cùng Arsenal loại này cấp bậc cầu thủ tới nói, loại này sai lệch còn là hết sức rõ ràng. Càng quan trọng chính là, mùa giải này sẽ là Arsenal ở sân vận động hai bơ cái cuối cùng mùa giải từ mùa giải sau bắt đầu, pháo thủ đem chuyển tới càng xa ở phương bắc tòa kia sân bóng mới, cũng chính là ngày sau bị đê tên vì là sân bóng Emirates địa phương, sân vận động hai bơ đem bị đẩy ngã sau, cải tạo thành khu dân cư. Arsenal trên dưới đều hy vọng ở sân vận động hai bơ, lưu lại một cái tốt đẹp hồi ức. Cái này cũng là mùa giải này Arsenal ở sân vận động hai bơ biểu hiện xuất sắc như thế nguyên nhân. Bỏ qua một bên Arsenal tự thân nhân tố, nước Anh trên dưới hiện nay cũng đều vứt bỏ ân oán, toàn lực chống đỡ Arsenal. Bởi vì mùa giải trước Liverpool bắt Champions League, nhưng không thể dết vào giải đấu bốn vị trí đầu, UEFA ngoại lệ cho phép Liverpool lấy đương kim vô địch thân phận dự thi, từ vòng thứ nhất thi đấu vòng loại bắt đầu, vì lẽ đó mùa giải này có 5 chi Premier League dự thi. Nhưng rất đáng tiếc, Everton dừng lại với thi đấu vòng loại, Manchester United ở vòng bảng thi đấu bên trong thất bại mà ở thập lục cường vòng nóc chấm OUT mới vừa kết thúc thi đấu bên trong, Liverpool cùng Chelsea phân biệt bại bởi Benfica cùng Barcelona. Nguyên bản là Champions League dự thi nhiều nhất giải đấu, kết quả đến thập lục cường, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một nhánh Arsenal, điều này làm cho kiêu ngạo nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá làm sao có thể tiếp thu. Vệ báo liền nói, Arsenal là Premier League cuối cùng tôn nghiêm. Ở Betmaber đánh bại Rio sau, nước Anh trên dưới tất cả đều nhận định pháo thủ thăng cấp đã là ván đã đóng thuyền thiên thời địa lợi nhân hòa sân nhà tác chiến arsenal cơ bản toàn chiếm như vậy thi đấu làm sao có khả năng thất bại mỗi một cái ngày thi đấu đều là bận rộn mà phong phú từ sáng sớm hội nghị khi đến buổi trưa chuẩn bị chiến đấu đội bóng thậm chí đem thời gian chính xác đến mỗi một phút liền ngay cả đội bóng từ khách sạn xuất phát đi đến sân vận động hai bơ lộ trình cùng thời gian đều muốn nhiều lần xác nhận. Này vẫn là riêu, nếu như là xem Bayern Munich hoặc Manchester United chờ chuẩn bị chiến đấu càng thêm kín đáo chuyên nghiệp đội bóng, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp đem đội bóng xe buýt sớm sắp xếp đi đến sân khách quen thuộc đường bộ. Làm riêu lên tàu xe buýt, đi đến sân vận động hai lúc, nơi này dĩ nhiên là đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày. Bốn phía đâu đâu cũng có phan bóng đá, phản phất như thủy triều, điên cuồng hướng về sân vận động hai bơ vọt tới khi bọn họ nhìn thấy riêu đội huy xe buýt lúc lập tức liền thể hiện ra nước anh phan bóng đá dũng hãn tiếng suyệt cái kia đều xem như là nhẹ rất nhiều phan bóng đá thậm chí kéo lên tay áo liền muốn xông ra bảo an nhân viên cản trở vọt thẳng tới cùng cầu thủ real madrid làm trên một chiếc riêng trên dưới cũng không có ở bên ngoài dừng lại lâu xuống xe trực tiếp tiến vào cầu thủ đường nối đi đến phòng thay đồ chuyện kế tiếp lại là làm từng bước thu dọn đồ đạc lúc trước huấn luyện Tiếp theo trở lại phòng thay đồ, tiến hành thi đấu trước chuẩn bị cuối cùng. Cũng chính là vào lúc này, Cao Thâm lấy ra để Lucas tỉ Mỹ chuẩn bị, từ trang web, báo chí các loại con đường thu thập mà đến, các quốc gia truyền thông đưa tin cùng bình luận, hơn nữa toàn bộ đều là mặt trái. Cao Thâm trực tiếp ở phòng thay đồ bên trong trải ra, mới nhìn còn đúng là đặc biệt đồ sộ. Những thứ này đều là ngày hôm nay, châu Âu mấy quốc gia chủ lưu truyền thông đối với cuộc tranh tại này đưa tin, trên căn bản đều cho rằng chúng ta thua chắc rồi cao thâm một bộ rất bất đắc dĩ địa nhún vai lấy tay thi đấu vẫn không có đá nhưng bọn họ đã tuyên án chúng ta tử hình phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đang xem đưa tin có chút bọn họ xem qua có chút chưa từng xem nhưng nội dung trên căn bản đều giống nhau riêu thua chắc rồi ta không biết từ khi nào thì bắt đầu chúng ta đã sa đọa đến hiện tại trình độ như thế này phóng tầm mắt châu âu giới bóng đá càng rất khó tìm đến một nhà lạc quan điểm, cho là chúng ta có thể thắng truyền thông, mà chúng ta nắm giữ Rô, Di Đan, Beckham, Casillas thế giới như vậy siêu sao, chúng ta cầu thủ khác thực lực cũng đều tương đương xuất sắc. Nhưng chúng ta dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này. Phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều im lặng không nói. Tình huống như thế thực cũng không phải từ cao thâm thời điểm liền bắt đầu, bởi vì Rio sa đọa đã có một quãng thời gian. Từ lễ 4 năm đến hiện tại, Riu thay đổi năm tên huấn luyện viên trưởng, bên trong Camacho càng là không đợi được mùa giải bắt đầu, liền giận dữ nghỉ việc, mà Cao Thâm càng chỉ là cái 25 tuổi, vừa mới đi ra cửa trường Newbie. Có thể nói, bóng đá trong lịch sử hoang đường, tại quá khứ 2 năm Riu trên người nhiều lần xuất hiện. Mỗi lần đổi xoái, mỗi lần gặp sự cố sau, các ngôi sao bóng đá đều sẽ ra tới nói, chúng ta có trách nhiệm, nhưng mỗi lần phong ba trôi qua sau, lại vẫn là như cũ. Ta biết các ngươi cũng đều không muốn như vậy có thể ngồi ở chỗ này đều là có lòng muốn muốn thay đổi đội bóng hiện trạng người đều là không chịu cam lòng liền như vậy trầm luân người đều là muốn ở trước mặt người đời lại lần nữa chứng minh chính mình người hiện tại có một cơ hội liền đặt tại trước mặt của chúng ta nếu toàn thế giới tất cả mọi người nhận định chúng ta thắng không được arsenal vậy chúng ta liền đi đánh vỡ bọn họ thành kiến chúng ta liền muốn dùng một phen thắng lợi đi nói cho bọn họ biết các ngươi sai rồi chúng ta có thể đánh bại tất cả đối thủ bởi vì chúng ta là real madrid nói xong lời cuối cùng cao thâm hầu như là gầm thét lên gào thét nắm chặt song quyền rất nhiều cầu thủ cũng đều sâu sắc chịu đến cảm hóa bởi vì cao thâm nói ra tiếng lòng của bọn họ báo ác cùng báo mát ca đều đang cầu trợ với thượng đế nhưng ta là người trung quốc người trung quốc chúng ta không tin tưởng thượng đế chúng ta tin tưởng chính mình chúng ta chỉ tin tưởng dựa vào hai tay của chính mình chúng ta có thể sáng tạo tất cả kỳ tích. Cao thâm mở ra song trưởng của chính mình, nhìn thẳng trước mặt cầu thủ, tầm mắt từ trên mặt của bọn họ lục tục đi qua. Hắn cảm thụ được, dù cho là hàng hiệu như Di Đan cùng Bét Kham, đều bị hắn lời nói này điều động tâm tình. Bởi vì bọn họ cũng không cam lòng. Quyết chiến sắp tới, nên nói, trước đều nói, nên làm chuẩn bị, trước cũng đều làm. Hiện tại, ta chỉ muốn xem đưa cho các ngươi một câu nói. Brazil tác gia Paulo Coelho ở chăn dê thiếu niên kỳ huyễn lữ trình bên trong nói, khi ngươi toàn tâm toàn ý địa thành kính truy đuổi một cái mơ ước thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều sẽ hợp lực trợ giúp ngươi thực hiện nó. Hiện tại, để chúng ta quên quá khứ, quên sở hữu thành kiến, quên hết mọi thứ không thể, đi tới sân bóng, giết chết Arsenal. truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn động cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Ngươi Phẩm, Ngươi Tế Phẩm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sân vận động bơ khởi công xây dựng với 191,3 năm, chỉ có hai tầng khán đài, bốn cái góc đều còn chưa là đóng kín thức, điều này sẽ đưa đến đến ngày thi đấu, trong sân bóng tiếng gầm liền rất khó hình thành bế long, bầu không khí liền mất giá rất nhiều. Bởi vì niên đại xa xưa, càng là từ khi chính phủ nước Anh đoạn sau, hủy bỏ sở hữu trạm tịch, đem sân bóng toàn bộ đổi thành chỗ ngồi sau, sân vận động hai bơ cũng chỉ có thể chứa đựng 38.000 người này ở hào thủ môn phát bóng trong đội đều xem như là rất thiếu, huống chi vẫn là ở nước Anh phồn hoa nhất London, thì càng là một vé khó cầu. Arsenal cũng là chịu đủ sân nhà trở ngại, lúc này mới quyết định muốn khởi công xây dựng một tòa hoàn toàn mới sân vận động, dung lượng một hơi tăng lên tới 6 vạn người, hơn nữa các loại vip phòng khách, này ắt phải sẽ làm Arsenal ngày thi đấu thu vào xuất hiện kinh người tăng lên. Rêu sân khách khiêu chiến Arsenal cuộc tranh tài này, bị nước anh phan bóng đá xưng là sáng nay tỉnh lại nghĩ đến chuyện thứ nhất, chịu đến toàn thế giới truyền thông cùng phan bóng đá quan tâm, cũng làm cho sân vận động hai bơ không còn chỗ ngồi. Trọng tài chính là đến từ Slovenia Brug Michael, chấp pháp kinh nghiệm phi thường phong phú. Ở toàn trường ồn ào tiếng hoang hô bên trong, hai đội cầu thủ đều ở trọng tài chính xuất lĩnh dưới đi vào sân bóng. Sau đó, Cao Thâm cũng đi ra cầu thủ đường nối. Đứng ở cầu thủ miệng đường nối, hắn đúng dịp thấy chính mình xuất hiện ở sân bóng hiện trường trên màn ảnh lớn, lúc này giờ khắc này trực tiếp truyền hình chính đang cho hắn một cái to lớn đặc tả. Ba ngày trước trận chiến đó, để hắn trở thành La Liga từ trước tới nay trẻ trung nhất huấn luyện viên. Mà đêm nay, hắn lần thứ hai sáng tạo một cái lịch sử, trở thành Champion League, thậm chí là Champion League từ trước tới nay trẻ trung nhất huấn luyện viên. 25 tuổi, có rất nhiều cầu thủ đều còn được gọi là ngôi sao mới tuổi hắn nhưng mà xui quỷ khiến địa trở thành riêu người cầm lái đây là cỡ nào làm người khó có thể tin tưởng truyền kỳ trải qua nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thôi hắn truyền kỳ đem ở đêm nay im bặt đi xin chào tuổi trẻ huấn luyện viên làm cao thâm đứng ở cầu thủ miệng đường nối nhìn bốn phía lúc bên tai truyền đến một cái rất xa lạ nam bên trong âm theo tiếng kêu nhìn lại rõ ràng là nở nụ cười xông tới mặt weger giáo sư xem ra muốn so với trong tivi càng gậy, nếp nhăn trên mặt càng nhiều cũng càng sâu, tóc là xám trắng. Rất hiển nhiên, quanh năm suốt tháng ở áp lực to lớn dạy học một đường, mang đến cho hắn áp lực to lớn trong lòng cùng gánh nặng. Nhìn thấy Weger chủ động đưa tay ra, cao thâm vội vàng duỗi ra hai tay. Xin chào, giáo sư, cao hứng vô cùng nhìn thấy ngươi. Weger một mặt nụ cười hiền hòa, xem ra rất là người hiền lành, nói thật, ngươi thật sự cho ta mang đến rất lớn kinh hỷ. Thật sao? Cao thâm một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ mặt, ở trong đại học, chúng ta thường thường thảo luận ngươi, có thể cùng ngươi cùng tràn thi đấu, đây là ta vinh hạnh, cũng là ta trước đây không dám tưởng tượng. Weger đúng là không để ở trong lòng, phỏng chừng tương tự nói chuyện, hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu lần rồi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đêm nay dự định làm sao đá. Weger thử dò xét nói. Cao thâm nụ cười nhất thời hơi thu lại, ngay lập tức lại giảo hoạt vui lên nói. Ngươi đoán. Weger ha ha bật cười, càng xem Cao thâm là càng hợp mắt, tiểu tử này rất giảo hoạt, là loại kia lộ ra cơ linh giảo hoạt. Ta không cần đoán đều biết, ngươi vô dụng Ronaldo cùng Carlos, ta phỏng chừng chính là bảo đảm đội bóng nhịp điều thi đấu, hai người kia nếu như ở đây, xác thực gặp có chút ảnh hưởng, vì lẽ đó ta suy đoán, ngươi vẫn là muốn muốn tiến công cao thâm lần này liền thật không cười nổi. Weger vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt đó, lúc này liền biết mình đoán đúng. Nếu như ta là ngươi lời nói, ta sẽ cân nhắc vừa vào trận liền cướp công, tranh thủ cướp được một cái ghi bàn, đem thi đấu tiết tấu cùng quyền chủ động trước tiên chọc vào trong tay, chỉ cần điểm số sang bằng, cái kia bị động liền trái lại là chúng ta. Không thể không nói, Weger đoán được một điểm không sai. Cao thâm đột nhiên cảm thấy Weger cái kia một đôi ẩn nấu ở khe bên trong hai mắt lộ ra một luồng tầm nhìn, chính mình ở đôi mắt này trước mặt, thật giống không bí mật gì có thể nói, loại này cảm giác để hắn rất không thoải mái. Giáo sư, vậy ngươi đoán, ta tại sao không sắp xếp Uka kết thủ phát? Cao thâm không cho Weger tiếp tục nói. Weger hơi ngưng lại, Uka kết ở cuối tuần trước đếp chiến bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng đêm nay bị đặt ở trên ghế dự bị. Cao Thâm sắp xếp Helegera cùng Ramos hợp tác trung vệ, này ngược lại là có chút ra ngoài Weger bất ngờ. Theo lý thuyết, Út kết trạng thái được, lại quen thuộc Premier League cùng Arsenal, nên thủ phát. Ta đặc biệt thay phiên hắn, để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức đá cuối tuần đá với Valencia thi đấu. Nói xong lời này, Cao Thâm vẽ mặt phản phất như là đang ám chỉ Weger, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Weger rất không nói gì, này trong thời gian ngắn vẫn đúng là đoán không ra là thật hay giả. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật ẩn giấu đòn sát thủ gì? So sánh thi đấu liền tự tin như thế. Chỉ có cao thâm trong lòng mình rõ ràng, hắn ở đâu là cố ý thay phiên út ga kết. Thực sự là đội y đối với út ga kết có thể không đá mãn thi đấu không có niềm tin quá lớn, mãnh liệt kiến nghị cao thâm không muốn an bài hắn thủ phát, lúc này mới để Helegra đẩy lên. Nếu không thì, cao thâm nơi nào sẽ để út ga ngồi băng ghế. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cho Weger những này, để Arsenal huấn luyện viên trưởng chính mình đoán đi. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Rio vẫn như cũ thân mặc đồ trắng áo đấu, Arsenal nhưng là xuyên màu nâu đậm áo đấu cùng màu trắng bóng quần. Rô lần này rất không chịu thua kém, ở đoán một bên thời điểm thắng Henry, vì là Rio tranh đến mở bóng quyền. Làm hai đội cầu thủ liệt trận sau, Cao Thâm lập tức liền nhìn ra Arsenal bại binh bày trận. Có chút bất ngờ. Trên một hồi đá với Fulham lúc, đá tiền vệ cánh trái Lu ăn bớt, này một hồi bị Weger đặt ở tiền vệ tấn công, hoặc là ảnh phong vị trí, gây đá cánh trái, hết vẫn như cũ là ở cánh phải, Henry đam cương trung phong. Nhìn thấy điểm này sau, Cao Thâm đi tới bên sân, hướng về Gia La cùng Graven đánh một cái thủ thế, ra hiệu bọn họ phải chú ý điểm Lu ăn bớt cái tên này gần nhất trạng thái nhưng là rất khỏe mạnh. Còn có bé Kham, phải chú ý đúng lúc về phòng thủ, hiệp trợ hàng hậu vệ cùng xong tiền vệ trụ. Bố trí xong sau, Cao Thâm vừa liếc nhìn đội chủ nhà ghế huấn luyện viên, phát hiện que bình chân như vậy địa ngồi ở ghế huấn luyện viên bên trong, thật giống hết thảy đều nắm chắc phần thắng dáng vẽ. Ngay vào lúc này, trọng tài chính rút thổi lên trận đấu bắt đầu địa tiếng còi. Negredo đem bóng đá cho Roe, người sau một cước truyền về cho Di Đan lúc, Henry, Luan bớt cùng Ray S3 tên cầu thủ đồng thời hướng về riêu nửa sân xông lại. Di Đan cũng không có lại về truyền, mà là trực tiếp chuyển đến cánh trái, giao cho xuyên vào đến Felipe, nhưng hép ngay lập tức ngăn chặn Felipe, khiến cho riêu hậu về cánh trái đem bóng truyền về cho Graven. Tiền vệ trụ lại truyền, Ramos dừng bóng. Lúc này, riêu toàn bộ phía trước sân đã sắp tốc trước cắm. Ramos cùng Abelo qua lại lan truyền sau, giao cho Helegra. Rio trung vệ dừng bóng lúc, người đã tới gần bên trong vòng. Liếc mắt nhìn phía trước, Helegra trực tiếp một cái chuyền dài, đem bóng đá đến trước sân. Di đang dùng thân thể áp chế lại Fabregas, dừng bóng bằng ngực sau, nghiêng người sang, đem bóng chuyền bổng đến vùng cấm đỉnh vòng cung phía bên phải. Negredo cướp trước một bước đánh đầu đỉnh hướng về phía bên ngoài vùng cấm. Rô cũng tại lúc này, đột nhiên xuyên vào đi, nhưng thủ môn Le Man quả đoán tấn công, cướp ở rô trước, đem bóng từ không trung chặn lại. Tuy nói không thể cướp được bóng, nhưng rô vẫn như cũ vẫn là hướng về Negredo giơ ngón tay cái lên. Sân vận động hai bơ nhưng là đối với Le Mans đưa lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần thứ nhất tấn công không thể có hiệu quả, Arsenal cấp tốc tay ném bóng phát động phản kích. Flamini dừng bóng sau, truyền cho trở lại đón ứng Ray S nhưng là ở Ray S dẫn bóng sắp khởi động thời điểm, Abelo đột nhiên một cái ngã xuống đất thả sạn, đem bóng sạn ra giới ngoại. Riêu hậu vệ cánh phải cũng không có ngay lập tức về phòng thủ, mà là theo sát Ray S, xuất hiện ở Arsenal 30m khu vực phụ cận, càng là ở Arsenal chuẩn bị tay quăng ném biên lúc, riêu toàn bộ trận hình vẫn duy trì trước ép trạng thái. Negredo, Beckham, Zidane, Zellaret, Abelo, này năm tên cầu thủ tất cả đều đặt ở khu vực này, dẫn đến Arsenal cấp tốc tung ném biên sau, Abelo cướp trước một bước đánh đầu đội lên trở lại, Beckham lại đỉnh cho Di Đan. Di Đan hướng ngang dẫn bóng sau, đột nhiên đưa ra truyền thẳng, cho đến rô dưới chân. Riu đội trưởng thoát khỏi Colo Toa, đưa ra một cước truyền thẳng, lần thứ hai đưa vào vùng cấm. Nhưng lần này, Negredo không có lĩnh hội đến rô ý đồ, không công bỏ mất một lần cơ hội rất tốt. Có thể coi là là như vậy, Riu vẫn không có lùi. Tiếp tục duy trì địa vị cao bức cướp áp bức. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ. Riu đây là muốn mở màn cướp công. Coi như trong lòng đã sớm chuẩn bị, mà khi Weger nhìn thấy Riu lấy hung hăng như vậy địa vị cao bức cướp áp bức, đem Arsenal đặt ở nửa sân bên trong, để pháo thủ truyền bóng khó có thể lướt qua trung tuyến, hắn ở bề ngoài không có chút trung động nào, nhưng trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Một mặt, hắn cảm nhận được Cao Thâm quyết tâm cùng quyết đoán, càng là đang không có Ronaldo tình huống, cao thâm lại dám như vậy không thèm đến xỉa áp bức Arsenal, điều này cần to lớn dũng khí cùng can đảm. Mặt khác, hắn cũng đúng cao thâm cổ tay cảm thấy kinh ngạc, càng là có thể làm cho di Beckham bé kham cùng rô chờ siêu sao cũng như này không tiếc thể lực địa chạy trốn bao trùm, liền phần này năng lực, hắn liền không kỳ quái riêu vì sao có thể chiến thắng Atletico. Nghĩ đến bên trong, Weger lần thứ nhất đi ra ghế huấn luyện viên, đi đến bên sân, ra hiệu đội bóng trận hình thích hợp thu về, trước tiên ổn định phòng thủ. Tuy nói Rio bên này không có Ronaldo, nhưng Ro, Di Đàn cùng Beckham tạo thành siêu sao đội hình, vẫn như cũ không thể khinh thường, Weger cũng không dám mù quáng bất cẩn, càng là Rio biểu hiện ra như vậy hùng hổ dọa người khí thế tình huống. Mà Rio cũng rất nhanh ở trung tuyến phụ cận, do Graven hoàn thành rồi một lần cắt bóng, cấp tốc chuyển đến bên phải đường. Abelo đã đến trước sân cánh phải, Di đang chạy tới, nhận được bóng sau, bị Flamini ngăn trở, không thể truyền từ dưới lên, mà là ở vùng cấm phía bên phải truyền về. Beckham dừng lại, hơi làm điều chỉnh, chân phải đưa ra một cái tinh chuẩn địa truyền chéo vùng cấm, trực tiếp đem bóng đưa đến phía sau. Chỉ thấy rô nhảy bén địa xuyên vào đi, cướp ở cô lô toa trước, khoảng cách gần đánh đầu cận thành, đội lên một cái dưới góc trái. Lần này tấn công có thể nói là hung hiểm vô cùng, phi thường đột nhiên, càng là Beckham khoảng cách xa truyền dài tương đương tinh chuẩn. May mà Le Mans ở thời khắc máu chốt một cái bay người cứu thua, một tay đem bóng chặn ra đường biên ngang. Quả bóng miễn cưỡng sát cột dọc ra biên, ném biên. Cả tòa sân Wembley cùng nhau phát sinh sống sót sau tai nạn kinh ngạc thốt lên, tiếp theo là đưa cho Le Mans tiếng vỗ tay. Đây là toàn trường cước thứ nhất sút gôn, đến từ rô khoảng cách gần đánh đầu. Rất đáng tiếc, kém một chút không thể công phá Arsenal khung thành. Nhưng lần này tấn công cũng đủ để cho Arsenal hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trở lại cánh phải Béc kham biểu hiện ra làm người thắng phục thực lực, càng là hắn truyền vào trong. Loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 tiếp tục cho ta công. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thi đấu trước, toàn thế giới đều biết Riêu Cần muốn tiến công, cũng biết Weger nhất định sẽ nhằm vào Riu tấn công bố trí độ công kích chiến thuật, thậm chí sắp xếp cạm bẫy, để Galatico ở sân vận động hai bơ ngã xuống. Sự thực chứng minh, Weger xác thực lấy càng thêm cân bằng, thậm chí lệch phòng thủ đội hình cùng chiến thuật. Mà Riu cũng xác thực chủ động tấn công, vừa vào trận liền lấy tấn công chiến thuật ai có thể đều không sẽ nghĩ tới, rưu tấn công quyết tâm dĩ nhiên gặp to lớn như thế. Từ vừa vào trận, Galatico liền lấy một loại không tiếc thể lực chạy trốn bao trùm, đi áp bức cùng bức cướp Arsenal. Cứ việc pháo thủ có chuẩn bị, nhưng đối mặt thế tới hung hăng rưu, pháo thủ vẫn là cảm thấy chống đỡ vất vả, càng là rô cái kia ký gần trong gan tất đánh đầu cận thành sau khi, tất cả mọi người đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải Le Man ra sức đập ra, Riu liền sang bằng điểm số. Riu tiếp tục duy trì đối với Arsenal áp chế, để pháo thủ bóng đá hầu như rất khó thông qua trung tuyến. Cả nhánh đội bóng, từ trước đến sau, từ Negredo đến Rô đến Beckham đến cầu thủ khác, thậm chí liền ngay cả thân hình cao lớn, chạy luôn luôn không nhiều di đan, cuộc tranh tài này cũng đều liều mạng, trái phải giữa ba cái tuyến khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Bóng ở nơi nào, di đan sẽ xuất hiện ở nơi nào. Điều này khiến người ta sinh ra một loại cảm giác, bọn họ lẽ nào là không dự định đá mãn toàn trường sao? Phải biết, bóng đá thi đấu là 90 phút, hiện tại liều mạng như vậy, cái kia đến hiệp 2, đến thu quan giai đoạn làm sao bây giờ? Nhưng Riêu thật giống không kiên dè chút nào, điên cuồng tập trung vào bức cướp áp bức, biểu hiện ra một loại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Khởi đầu, mọi người đều cho rằng, bức cướp cái 5 phút đồng hồ liền gần đủ rồi, có thể sau 5 phút, Riu còn đang chạy, còn đang ép trước. Đến 10 phút, tất cả mọi người đều phát hiện, Riu vẫn như cũ không có dừng lại dấu hiệu, Arsenal vẫn bị đặt ở nửa sân, ra sức tử thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thi đấu quá 15 phút, Riu đã bắt đầu hiển lộ ra một chút kéo dài không xuống đi dấu hiệu, nhưng vẫn vẫn là không lùi. Cao Thâm từ mở màn đến hiện tại, vẫn luôn trạm đang huấn luyện viên khu chỉ huy tuyến trên, không nhúc nhích. Hắn là huấn luyện viên trưởng không có cách nào lên sân khấu, chỉ có thể thông qua phương thức này để cầu thủ biết, hắn với bọn hắn đứng chung một chỗ. Negredo ở trước sân một lần dựng bóng quá lớn, truyền về vội vàng lúc, đem bóng trực tiếp truyền cho Fabregas, người sau cấp tốc dẫn bóng hướng về trước đột, cũng truyền cho lùi lại tiếp ứng Henry. Henry người tại cao gan lớn, bên trái lạc đến bóng sau, cấp tốc thoát khỏi je la rét dây dưa, không đợi ra mốt tiến lên, cấp tốc đưa ra một cước truyền thẳng bóng, cho đến Ramos phía sau. Luan bớt lấy tốc độ nhanh nhất trước cắm vào, cướp ở Helegra trước, ra chân đem bóng đâm hướng về riêu bên ngoài vùng cấm, chính mình cũng gia tốc đuổi theo, hình thành một lần đẹp để đối mặt khung thành. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân vận động hai bơ đều sôi vọt lên. Đây là Arsenal trận đấu này lần thứ nhất có uy hiếp phản kích. Mấy lần trước, tất cả đều ở bên mình nửa sân liền bị rêu cho bóp chết. Mà lần này, Helegra chặn lại rõ ràng là chậm một nhịp, trực tiếp liền bị Lu ăn bớt cho đột phá đi qua. Người Thụy Điển cấp tốc hướng về quả bóng đuổi tới, Casillas đối với cái này bóng rất khó làm ra lựa chọn, không dám tùy tiện tấn công. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, mới vừa đánh về phía Henry Ramos, lấy cực kỳ nhanh chóng độ một đường về truy, cướp ở Lu ăn bớt nhảy vào bên ngoài vùng cấm trong nháy mắt đó, trực tiếp dùng thân thể gián sát vào Lu ăn bớt, dùng sức đem hắn cho chen tách ngay lập tức cả người che ở lưu ăn bớt cùng quả bóng trong lúc đó. Thụy Điển ngôi sao bóng đá thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp ngã vào rưu bên trong vùng cấm, cũng ra tay đem Ramos cũng cho kéo quan ngã xuống đất. Casillas bỏ khung thành tấn công, giành trước đem bóng ông lấy. Sân vận động hai bơ trở nên yên lặng như tờ. Là penalty sao? Sở hữu đều nhìn kỹ đến từ Slovenia trọng tài chính Brug. Chỉ thấy bơ rút hướng về ngã trên mặt đất lưu ăn bớt khoát tay áo một cái, ra hiệu này không phải một lần phạm quy. Nhất thời, sân vận động hai bơ vàng lên che ngập bầu trời tiếng suy. Cao thâm ở đây một bên, âm thầm cắn răng. Đừng xem hắn vừa nãy thật giống rất thả lỏng, nhưng ở trong lòng hắn, còn là vô cùng gấp gáp. Nếu như bị phán phạt penalty, cái kia riêu cuộc tranh tài này liền thật sự xong xuôi. Có lúc bóng đá thi đấu chính là như vậy dù cho ngươi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nhưng chân chính đến trên sân bóng hay là muốn xem cầu thủ trường thi phát huy thậm chí là muốn xem trọng tài chính phán phạt trong nháy mắt đó quyết định vì lẽ đó huấn luyện viên trưởng có thể làm chính là mức độ lớn nhất mà tăng lên đội bóng phạm sai lầm không gian nhìn lướt qua đội chủ nhà ghế huấn luyện viên cao thâm phát hiện weger đối với cái này phán phạt bất mãn hết sức chính hướng về phía trọng tài thứ tư đang kháng nghị chuyện này nhất thời để trong lòng hắn âm thầm sinh ra một trận kiêu ngạo. Weger lúc này giờ khắc này cử động, chứng minh chính mình cùng riêu đối với hắn hình thành uy hiếp, để hắn cảm thấy áp lực. Còn có mạnh hơn này mà mạnh mẽ chứng minh sao? Helegra vẫn có chút thiếu hụt tự tin. Trợ lý huấn luyện viên Makeda đi đến cao thâm bên cạnh, than thở. Cao thâm gật đầu, vừa nãy lần kia phòng thủ, Helegra có chút do dự. Thực điều này cũng rất bình thường. Từ Hiero rời đội đến hiện tại, Rưu Hậu Vệ là thay đổi từng gốc một, dù cho là thế giới cấp Samuel cùng Ugaget, lại hoặc là đón lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cannavaro, không tất cả đều ở Rưu càng đá càng không tự tin. Càng không cần phải nói xem Paf, Bravo, Ruben cùng Messia những này địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Ngoại trừ một cái đại trái tim Ramos ở ngoài, Rưu những năm này có người nào trung vệ là ngoại lệ. Nếu như chỉ là một cái rưỡi cái, này còn có thể giải thích là cá thể nguyên nhân, có thể nhiều người như vậy, càng là xem út ga Samuel cùng Canavaro chờ rời đội sau, tất cả đều lần thứ hai lấy ra thế giới cấp biểu hiện cầu thủ, vậy thì chứng minh vấn đề xuất hiện ở riêu trên người. Vì lẽ đó, Cao Thâm có thể trách trách Helegra không tự tin sao? Nếu không, chúng ta chậm một chút. Makeda đề nghị. Hắn rất lo lắng, lại như thế bức cướp chèn ép xuống đi, Arsenal không ngã rìu chính mình trước tiên đổ. Nhưng Cao Thâm kiên quyết lắc lắc đầu, dứt khoát đi tới bên sân, hô cầu thủ tên, ra hiệu bọn họ tiếp tục hướng về trước ép, tiếp tục áp chế Arsenal, đồng thời cũng làm cho Ramos chú ý một chút phía sau, duy trì cùng Helegra khoảng cách, đồng thời cũng làm cho Beckham thích hợp lùi lại một ít. Sở hữu những này đều cho thấy Cao Thâm thái độ. Tiếp tục bức cướp, tiếp tục áp bức, tiếp tục cho ta công. Thắng bại ngay ở trận chiến này. Đây là cao thâm quá khứ những ngày gần đây, lúc trước động viên, cùng với thi đấu bên trong điều chỉnh, truyền vào cho cầu thủ Real Madrid. Tất cả mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng ý chí, vậy thì là thừa thế xông lên, công phá Arsenal khung thành. Giả như không thể công phá Arsenal khung thành, vậy hãy để cho Arsenal đánh vào chúng ta khung thành. Real không có đường lui. Từ trận trước sân nhà không chấm một thua bóng sau, tất cả những thứ này liền nhất định. Nhưng Cao Thâm cũng làm ra điều chỉnh. Negredo ở Sendero trước mặt, thực cũng không chiếm tiện nghi gì. Đừng xem Sendero bị châu Phi lưu đức hoa ngược ra bóng ma trong lòng, nhưng tên này trung vệ thân thể tố chất cùng năng lực còn là phi thường cường, vì lẽ đó tuổi còn trẻ liền bị Weger ủy thác trọng trách. Negredo ở Sendero trên người chiếm không tới bao nhiêu tiện nghi, dẫn đến Riu ở trước sân chiến thuật điểm tự khá là đơn bạc. Cao Thâm làm ra điều chỉnh để di đan càng cao một ít. Di đan tên này cầu thủ phi thường đặc thù. Toàn thế giới cổ động viên đối với hắn ấn tượng hẳn là cổ điển tiền vệ tấn công, nhưng này thuộc về nhãn mát. Nếu như cẩn thận đi phân tích di đan, liền không khó phát hiện, hắn thật không thích hợp đá tiền vệ tấn công, bởi vì hắn một M86 thân thể phi thường mạnh mẽ, gần như tháp sắt bình thường, ở đỉnh cấp cầu thủ bên trong, xem hắn như vậy thân thể tố chất cũng là tương đương hiếm thấy dưới chân kỹ thuật phi thường nhẵn nhụi, càng là lợi dụng thân thể tự lưng cầm bóng, xoay người thoát khỏi năng lực, càng là có thể gọi thế giới đỉnh cấp, khống chế bóng rê bóng cùng qua người cũng đồng dạng là thế giới cấp, càng quan trọng chính là, hắn chạy năng lực còn không yếu, ở Juventus rèn luyện càng là luyện thành hắn xuất sắc phòng thủ ý thức. Nước Pháp trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng giác kết liền không chỉ một lần đã nói, ở Rio, Di đang tiềm lực cũng không có bị hoàn toàn khai cuộc tra câu nói này sau lưng chính là đang nói riêu chỉ phát huy ra di đan tấn công nhưng không phát huy ra hắn chạy cùng phòng thủ như vậy toàn diện một cầu thủ xem ra càng nên bị đặt ở trên hàng tiền đạo phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng không phải sao vậy tại sao di đan là tiền vệ tấn công mà không phải tiên phong vấn đề liền vừa vặn xuất hiện ở hắn thân thể cao to mà cường tráng thân thể tuy nói châu phi huyết thống cho hắn kinh người tính linh hoạt nhưng không thể phòng ngừa gặp dẫn đến hắn trọng tâm hơi cao, động tác tần suất lệch chậm, hơn nữa tốc độ cùng lực bộc phát đơn bạc, làm cho di đàn cũng không thích hợp xuất hiện ở trên hàng tiền đạo. Này không thể không nói là không được hoàn mỹ tiếc núi. Nhưng mạnh mẽ thân thể, hàng đầu tựa lưng cầm bóng cùng xoay người thoát khỏi, nhẵn nhùi kỹ thuật điều khiển bóng. Sở hữu những này đều tạo nên một cái đỉnh cao thời kỳ bắt được bóng sau, hầu như sẽ không ném siêu cấp siêu sao dù cho hiện nay Di Đan đã không ở đỉnh cao, nhưng hắn năng lực vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cao thâm hiện tại đem hắn đẩy tới đi, chính là muốn để hắn phát huy ra chính mình phần này ưu thế, bù đắp Negredo chịu đến ngăn chặn sau, rêu trước sân cầm bóng điểm không đủ. Cái trò này đấu pháp ở ngày hôm qua độ công kích trong khi huấn luyện cũng diễn luyện quá. Có thể nói, tại đây bộ đấu pháp bên trong, Di Đan thu được tuyệt đối tự do. Thời gian tiến vào 20 phút, Arsenal bắt đầu cùng Rio đá được có qua có lại, bắt đầu liên tiếp quá trung tuyến. Nhưng Rio vẫn như cũ vẫn là ở khổ sở chống đỡ. Chỉ cần một bắt lấy cơ hội, lập tức ngay ở trước sân hình thành vây quét, nỗ lực đem Arsenal chặn ở nửa sân. Arsenal cũng nắm lấy Rio một lần phòng thủ sơ hở, hình thành một cước sút gôn, nhưng lại ra đường biên ngang. Mà khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 22 lúc, Felipe ở cánh phải cùng hết cướp bóng, vì là riêu thắng được một lần ném biên cơ hội, Brazil hậu vệ cánh trái nhanh phát ném biên, trực tiếp đem bóng thả vào sân bóng. Negredo dựng bóng bằng ngực sau, tự lưng đem bóng dở xuống, cũng cấp tốc truyền về cho Graven, để hàng hậu vệ một lần nữa tổ chức. Nhiều lần lan truyền sau, bóng đến cánh phải, giao cho lùi lại Beckham dưới chân. Nước Anh giữa sân ở đường biên phải nhận được bóng sau, liếc mắt nhìn phía trước, cấp tốc lại là một cước truyền dài quả bóng lướt qua hơn một nửa cái sân bóng, tinh chuẩn địa rơi xuống Arsenal vùng cấm bên trái. Chỉ thấy Di Đan không biết lúc nào đã xuất hiện ở vị trí này, nhẹ nhàng địa ra chân đem bóng từ giữa không trung tháo xuống, đối mặt Ebu cùng Colo toa hai người kẹp lại, hắn vẫn cứ đem bóng mang ra đến, cũng cấp tốc truyền về đến đại vòng ngoài cấm địa. Rồi nhanh chóng sau xuyên vào, mắt thấy liền muốn hình thành súc gôn lúc, Jinbuto Shiva đâm nghiêng bên trong vết ra, đem hắn liền người dẫn bóng vấp ngã ở đỉnh vòng cung khu ngay phía trước. Trọng tài chính bơ rút quả đoán thổi còi, cũng đối với Jinbuto Shiva móc ra thẻ vàng. Cả tòa sân vận động hai bơ lần thứ hai vàng lên đinh tai nhất ốc tiếng suyệt. Riêu thắng được một lần vị trí vô cùng tốt trước sân đá phạt. Di đang cùng bét kham việc đáng làm thì phải làm địa song song đứng ở phạt bóng điểm. Loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 39 đêm nay, có thể thắng chứ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Cao thâm nhìn thẳng trong sân bóng Di Đan cùng Béc Kham song song đứng ở phạt bóng điểm trước Đều bày ra muốn chủ phạt tư thái Cái này bóng vị trí rất tốt Đá phạt trình độ cao một chút Rất có cơ hội phạt tiến vào Di Đan cùng Béc Kham đều là đá phạt cao thủ hai người ai tới chủ phạt cũng có thể, liền xem có thể hay không nắm chắc cơ hội lần này. Arsenal ở đỉnh vòng cung khu bên trong bày ra năm người bức tường người, giam giữ khung thành bên trái, rô nhưng là đứng ở bức tường người phía bên phải, lại dựa vào phải thì lại lại là Arsenal hai người bức tường người. Từ bức tường người bố trí cũng không khó nhìn ra, Arsenal đối với lần này đá phạt phòng thủ coi trọng. Zidane cùng Beckham đều là thế giới đỉnh cấp đá phạt đại sư, vị trí lại tốt như vậy, Do bọn họ đến chủ phạt, ai dám bất cẩn. cao thâm cũng có chút nhìn không thấu đến cùng sẽ là ai đến chủ phạt, nhưng hắn cảm giác xác suất cao vẫn là bét kham. người anh thủ thắng dục vọng rất mãnh liệt bởi vì đêm nay là hắn gia nhập liên minh riêu tới nay, lần thứ nhất trở về nước anh thi đấu. Hắn khát vọng ghi bàn. quả nhiên, làm trọng tài chính bơ rút một tiếng còi lúc di đàn trước tiên chạy lấy đà, nhưng hư lung lay một súng. cùng lúc đó, Bức tường người trung gian rô nhanh chóng hướng về phía bên phải chạy tới, tạo thành một loại giả tạo, khiến người ta tường trung gian xuất hiện sơ hở. Bé Kham theo đuôi di đan sau khi, cấp tốc chạy lấy đà tiến lên, chân trái đứng lại sau, chân phải bày ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng dương cung cài tên, cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung bóng. Quả bóng miễn cưỡng lướt qua năm người bức tường người đỉnh đầu, đầu ra một đường vòng cung duyên dáng sau, cấp tốc rơi hướng về phía khung thành bên trái. Lê Mang rõ ràng bị rô chạy quấy rầy một hồi, phản ứng thoáng chậm một chút, cứ việc cấp tốc điều chỉnh, cũng ra sức cứu thua, nhưng vẫn như cũ chậm một nhịp, bóng theo tiếng vào lưới. Hiện trường Arsenal phan bóng đá tiếng kinh hô còn chưa hạ xuống, cao thầm đã cả người đều nhảy lên thật cao, vung tay la hét. Sau khi hạ xuống, hắn vẫn như cũ vẫn là kích động không thôi, dùng sức mà giơ lên cao hai tay, lớn tiếng mà hoan hô cùng hò hét. Làm tốt lắm. Trong sân bóng, Beckham đã cấp tốc lao ra sân bóng, một đường lao nhanh, cuối cùng vọt tới cổ động viên Real Madrid vị trí góc khán đài, kích động đến quên hết tất cả, không ngừng mà hò hét, chúc mừng chính mình ghi bàn. Cầu thủ của Real Madrid cũng là tranh nhau chen lấn, một cái đuổi theo một chỗ theo sau. Trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Real 1.0 ở sân khách tạm thời đạt được dẫn trước. Đây là tới tự bét kham một cước đá phạt trực tiếp. Đêm nay cuộc tranh tài này, ở mặt trước này phút thứ 22 bên trong, Rio biểu hiện ra phi thường kinh người đấu chí cùng ý chí lực, bọn họ thậm chí đem Arsenal bức ở nửa sân, pháo thủ cũng chỉ có hai chân sút gôn, không có một lần sút trúng mục tiêu. Quả nhiên, đêm nay Real Madrid kéo dài đá với Atletico lúc kinh nghiệm, lần thứ hai khiến người ta giật nảy cả mình. 1.0 Hiện tại tổng số điểm đoạt về đến 1.1, hai bên mỗi người có một cái sân khách ghi bàn, nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc kết thúc, cái kia thi đấu sẽ tiến vào bù giờ thi đấu. Rêu trên dưới tất cả đều vọt tới bên sân, cùng bé kham chúc mừng ghi bàn, mà cao thâm nhưng là xoay người cùng Makeda cùng Lucas mọi người chúc mừng cái này đến không dễ ghi bàn. 1.0 hiện tại hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Madrid Hotelet Khu làm trực tiếp truyền hình bên trong, truyền đến bình luận viên cái kia một tiếng ghi bàn trường âm lúc, cả tòa Madrid giữa không trung đều phản phất bồng bệnh vô số phan bóng đá tiếng hoang hô. Ở chính mình trong phòng khách, Caro cũng không ngừng được đứng lên đến, nắm chặt song quyền, lớn tiếng mà hoang hô. Bên cạnh Caro thái thái cũng đồng dạng là kích động không thôi, hai phu thê hưng phấn đến đoàn kết lại với nhau, đang hoang hô riêu ghi bàn. Cái này ghi bàn nhìn như làm đến đột nhiên, nhưng lại hợp tình hợp lý. Từ mở màn đến hiện tại, Riu vẫn luôn ở vây công Arsenal, biểu hiện ra một loại phi thường kiên định quyết tâm cùng ý chí, nhiều lần đều theo vào bóng gặp thoáng qua, này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bóp cổ tay, nhưng cùng lúc cũng đều cho rằng, ghi bàn thật sự sẽ đến. Hiện tại, nó thật sự đến rồi. Tiên tiến bóng, tổng số điểm bị sang bằng vì là 1.1, Riu thế cuộc không giống nhau. Kích động qua đi, Caro cả người lại khôi phục lý trí, hắn bắt đầu nhớ tới cao thầm trước nói với hắn. Ở sân vận động hai bơ, ngươi sẽ thấy một nhánh hoàn toàn khác nhau Real Madrid. Hiện tại, hắn thật sự nhìn thấy. Không nói những thứ khác, phía trước này hai mươi mấy phút thi đấu, liền cho tất cả mọi người lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Hai bơ này chi riêu, biểu hiện muốn so với mấy ngày trước Betmaber cái kia chi càng có đấu chí, đồng thời cũng càng thêm ngoan cường bất khuất mở màn điên cuồng tấn công gần 20 phút, bị Arsenal lần lượt phản kích, toàn đội đều là thà chết không lùi. Vậy thì chứng minh, ở thi đấu trước, Cao Thâm cũng đã cùng sở hữu cầu thủ đều đạt thành rồi nhận thức chung, nhất định phải ở trong trận đấu này trước tiên cướp được một cái ghi bàn. Đã có rất nhiều năm, chưa từng thấy như vậy riêu. Caro thái thái không phải rất chuyên nghiệp, nhưng cũng xem bóng nhiều năm. Caro không được gật đầu, ai nói không phải đây. Đêm nay, có thể thắng chứ? Caro thái thái lại hỏi. Caro nhìn một chút thê tử cái kia không không ánh mắt sầu lo, cả người cũng giống như bị rót một thùng gỗ nước lạnh, lại tỉnh táo không ít. Khó nói, Arsenal cũng không phải mặt người sâu xé quả hồng nhũng, Weger càng là túc trí đa mưu, hắn khẳng định cũng là ẩn dấu hậu chiêu. Nếu như nói, Weger đối với riêu bộ này đấu pháp bó tay toàn tập, vậy tuyệt đối là chuyện online bên trong hàng trí kiều đoạn thế giới chân chính đỉnh cấp danh soái làm sao có khả năng sẽ phạm sai lầm như vậy. Lại nói, hiện tại Rio xem ra thanh thế rất lớn, nhưng trên thực tế đây. Mở màn đoạt 20 phút, thể năng tiêu hao rất lớn, đón lấy mỗi một phút, đều là đối với cầu thủ Real Madrid thể năng một đại thử thách. Hơn nữa vừa nãy Helegra cùng Ramos trung vệ liền xuất hiện chí ít hai lần khá là nghiêm trọng sai lầm. Một lần chính là ăn bớt ngã vào bên trong vùng cấm, còn có một lần là Ray S lên chân sút gôn. Ramos tên này cầu thủ đúng là cái mầm giống tốt, tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, dưới chân lại kỹ thuật, thân thể lại xuất sắc, phi thường phù hợp triêu yêu cầu, hơn nữa bồi dưỡng, tiền đồ không thể đo lường, nhưng hiện tại hắn quá xúc động. Cao thâm cuộc tranh tài này dùng tiền vệ trụ, hậu vệ cánh phải cùng Helgera đi hạn định trụ Ramos khu vực hoạt động, hy vọng hắn có thể đá được ổn một ít, có thể kết quả. Ramos vẫn là thường thường đầu óc nóng lên, rời đi vị trí. Helgera cũng đồng dạng bất ổn, lớn tuổi, những năm này càng đá càng không tự tin, dẫn đến hắn ở trên sân bóng một ít quyết định cùng phán đoán, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Ở về điểm này, hắn còn không bằng Uggaget. Đừng xem Uggaget thời gian dài thiếu chiến, nhưng tên tiểu tử hư hỏng này tâm lý tố chất là thật sự tốt. Đương nhiên, tốt nhất là Ramos, một cái mới đến liền dám cùng Brazil Bang ho một tiếng, dẫn đến riêu phòng thay đồ nội chiến gia hỏa. Dùng trong tiểu thuyết quen dùng thuyết pháp, Ramos lại như là ra trận tự dẫn dắt tụ vần sáng. Khó, quá khó khăn. Caro lắc đầu. Không chỉ có là riêu thế cuộc khó, cao thâm càng khó. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn dùng sự thực chứng minh, hắn là đúng, hắn theo chúng ta không giống nhau, hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định đi một cái càng khó, nhưng càng chính xác vương đạo con đường. Hiện tại, hắn dẫn dắt đội bóng này nhìn thấy hy vọng, để sở hữu cầu thủ trong lòng đều một lần nữa giấy lên đoàn kia hỏa. Ronaldo tại sao càng ngày càng lười? Không phải hắn trời sinh liền lại, cũng không phải hắn không muốn tự hạn chế, hắn có thể mấy lần chiến thắng người khác cả đời đều không thể chiến thắng đáng sợ thương bệnh, một lần nữa trở lại cũng lấy ra trạng thái tốt nhất siêu cấp siêu sao, nội tâm của hắn không đủ mạnh. Hắn gặp không có theo đuổi làm sao có thể chứ? Ronaldo cả đời này nhìn như công thành danh toại, nhưng trên thực tế đây. Nghề nghiệp khác cuộc đời đến hiện tại, vẹn vẹn chỉ lấy từng tới một tòa giải đấu quán quân, vậy còn là không ba năm ở Rio Bắc được. Hắn tại sao rời đi Inter Milan, lựa chọn đến Rio? Bởi vì hắn khát vọng quán quân. Vậy tại sao hắn ở Rio lưu lạc thành như bây giờ? Công thành danh toại. Lớn tuổi. Có thế, nhưng khẳng định không hoàn toàn đúng, bởi vì hắn xưa nay không bắt được quá Champions League. Mặc kệ là ở Barcelona, ở Inter Milan, vẫn là ở Rio, hắn đều không chia sẻ quá Champions League. Hắn không muốn sao? Không, hắn nghĩ, nhưng hắn không nhìn thấy hy vọng. Một người gặp quen thuộc hắc ám là bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thụ quá quang minh. Nhìn thấy quang minh người, dù cho chỉ là trong nháy mắt, liền không cách nào lại chịu đựng hắc ám đá với Atletico trận đấu kia, cao thâm để trong đội cầu thủ nhìn thấy Quang Minh, vì lẽ đó bọn họ ở trong trận đấu này, đồng ý liều lấy hết tất cả, bởi vì bọn họ không cách nào lại chịu đựng quá khứ loại kia hắc ám. Mà đêm nay, ở hai Bơ, cao thâm cùng Hán riêu, để toàn thế giới đều nhìn thấy trên người bọn họ ánh sáng. Đêm nay qua đi, riêu sợ là không trở về được nữa rồi. Ronaldo cùng các lốt mọi người sợ là muốn một lần nữa cân nhắc chính mình tại đây phòng thay đồ, ở đội bóng này bên trong vị trí. Không quản bọn họ trước đã làm gì, là đúng hay sai, nhưng tối thiểu, bọn họ cũng đều tâm hướng về quang minh. Ở riêu công phá Arsenal khung thành sau khi, pháo thủ một lần rơi vào hỗn loạn, tình cảnh vô cùng bị động. Cao thâm hy vọng cầu thủ Real Madrid có thể thừa thắng xông lên, thừa dịp pháo thủ loạn tượng, tranh thủ lại đánh vào một bóng, đặt vững ưu thế cũng không định đến, phía trước hơn 20 phút, cầu thủ Real Madrid thể năng tiêu hao rất lớn, dẫn đến đội bóng ở ghi bàn sau, khẩu khí này có chút thư giãn, các cầu thủ không thể rất tốt mà nắm chắc này cơ hội trời cho, vẫn cứ bỏ qua cơ hội. Weger cũng phản ứng thần tốc, rất nhanh điều chỉnh lại đây, cũng cấp tốc xoay chuyển cục diện. Càng là đến tới gần 40 phút thời điểm, hắn càng là đem Ray S đẩy lên hàng tiền đạo, đội bóng biến trận 4-4-2 quả đoán lấy điên cuồng tấn công cùng phản công. Rio một phản bắt đầu, bị Arsenal làm cho liên tục bại lui. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 43 lúc, Luan Bớt đưa ra một cước chọc khe, Henry dừng bóng lúc đột nhiên khởi động, nỗ lực từ Ramos cùng Helegra trung gian dẫn bóng nhảy vào vùng cấm. Hai tên Rio trung vệ tả hữu giáp công Henry, càng vẫn không thể nào đúng lúc đem Henry che ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Kết quả, Henry đột nhiên ngã vào rêu bên trong vùng cấm. Trọng tài chính thổi còi, ra hiệu Ramos trên tay có rõ ràng phạm quy động tác, phán phạt penalty. Henry tự mình chủ phạt, cứ việc Casillas phán đoán đúng rồi bóng đường, nhưng Henry penalty vừa nhanh vừa vội, trực tiếp phạt tiến vào khung thành dưới góc phải, chưa cho Casillas lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Ở hiệp 1 tới gần kết thúc trước, 1.1, Arsenal thành công sang bằng điểm số. Tổng số điểm 2.1 pháo thủ lần thứ hai đem phân dẫn trước. Chuyện này nhất thời để cả tòa sân vận động hai bơ rơi vào cùng hoang. Bọn họ mở màn quả thật bị riêu khí thế cho kinh sợ, nhưng hiện nay, Arsenal đổi lấy màu sắc, bọn họ cũng càng thêm hưng phấn. Điểm số trên lần thứ hai dẫn trước, để bọn họ nhìn thấy thắng lợi ngay ở phía trước vẫy tay. Riêu mệt mỏi, Arsenal xem ra muốn thắng. Loạn vực khởi tranh. Vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 cao thâm từ chức tin. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mệt. Thật sự mệt. Phòng thay đồ bên trong tỉnh đến chỉ còn dư lại các cầu thủ ồ ồ tiếng thở dốc. Mỗi người đều mồ hôi đầm đìa. Cởi ra áo đấu đều thấp đến lại như là mới từ trong máy giặt quần áo mò đi ra như thế khắp cả mặt mũi đầy người đều là mồ hôi, ngồi ở chỗ đó, thở không ra hơi. Mặc cho ai nấy đều thấy được, bọn họ là thật sự liều mạng. Nhưng thi đấu xu thế không vừa ý người. Ở đánh vào một bóng sau, Arsenal xoay chuyển tình thế, riêu khổ sợ chống đỡ 20 phút, nhưng ở thi đấu thời khắc sống còn, vẫn bị pháo thủ cho công phá khung thành. Tuy nói là cái penalty, nhưng thực thật sự không oan uổng. Cao thâm cũng không vội và nói chuyện, hắn lưu ra thời gian cho cầu thủ lấy hơi đồng thời cũng ở hoàn thiện ý nghĩ của chính mình riêu hiệp hai khẳng định không thể ngồi chờ chết đến phần này trên nhất định phải tiếp tục công then chốt là muốn làm sao công khi nào thì bắt đầu công ngay ở phòng thay đồ bên trong yên lặng như tờ thời điểm ramos đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên tất cả mọi người đều bị này đột nhiên đến cử động sợ hết hồn cao thâm cũng là trong lòng đột ngột chỉ lo Ramos tại đây cái then chốt tiết điểm trên nói ra cái gì không đúng lúc lời nói đến, liền muốn lên tiếng đi ngăn cản hắn. Cũng không định đến, Ramos cướp mở miệng trước. "Xin lỗi." Sevilla thiếu niên hạ thấp hắn cái kia trước sau đắc đỏ đầu lâu, trước mặt mọi người xin lỗi. "Là ta sai, ta không thể ngăn cản Henry, hắn khởi động tốc độ quá nhanh, ta lúc ấy có chút theo không kịp, theo bản năng mà liền ra tay, kết quả Helegera cũng đứng lên, Henry dẫn bóng khởi động, thực chính là muốn lừa gạt một cái penalty, chúng ta bị lừa rồi. Rất khó nói, Henry lúc đó đến cùng muốn làm gì, có thể bị hắn đột phá đi qua, hắn liền lên chân sút gôn, nhưng có thể hắn từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắc, coi như đột có điều đi, hắn cũng muốn kiếm lời một cái penalty. Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, hắn cũng muốn mò một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, bao quát cao thâm. Ramos từ gia nhập liên minh Rio đến hiện tại, cho tất cả mọi người ấn tượng đều là nghe con mới sinh không sợ hổ, trẻ tuổi nóng tính. Một cái mới đến liền dám cùng Brazil ban ho một tiếng làm trái lại người, bây giờ lại nhận sai. Cao thâm âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng từ trong lòng sinh ra một luồng tự tin. Liền Ramos đều đồng ý nhận sai, đội bóng đêm nay này cổ sĩ khí, trạng thái như thế này, thật sự có thể. Cao thâm trực tiếp đi tới, vỗ vỗ Helegra vai, ra hiệu hắn ngồi xuống, lại đi tới Ramos bên cạnh, một cái nắm ở Ramos vai, hai người vai kề vai, cái đầu gần như cao. Này không phải ai sai, nếu như không nên nói sai, vậy cũng là ta sai, toàn đội sai. Ramos có chút kinh ngạc nhìn về phía cao thâm. Ngươi cùng Ivan đã biểu hiện đầy đủ được rồi, ta biết, các ngươi đều tận lực. Cao thâm đem Ramos nhấn trở lại chỗ ngồi sau, đứng ở cầu thủ trung gian, vẫn ngắm nhìn chung quanh cầu thủ. Không chỉ có là xét vô cùng Ivan, còn có các ngươi, ở đây mỗi người, ta biết, các ngươi cũng đều tận lực, ta vì hiệp một, các ngươi biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo, ta tin tưởng, cổ động viên Real Madrid cũng là như thế. Real khách quan điều kiện liền đặt tại nơi đó, tuổi già hóa, thời gian dài huấn luyện trình độ hạ thấp, cầu thủ bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân không ở trạng thái, những thứ này đều là sự thực khách quan, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi tới được. Hiện tại những này cầu thủ có thể đá cho như vậy, thật sự rất không dễ dàng. Nhưng ta càng thêm rõ ràng, lúc này giờ khắc này, các ngươi trong lòng của mỗi người đều cùng ta cũng như thế, tràn ngập không cam lòng, đúng hay không? Ramos, De La Felipe, Abelo. Rất nhiều cầu thủ đều dồn dập gật đầu, liền ngay cả Rô, Di Đan cùng Beckham đều là như vậy, bọn họ cũng đều không cam lòng dùng hết tất cả, thật vất vả tiến vào cái bóng, kết quả hiệp một tới gần kết thúc trước bị sang bằng. Ai sẽ cam tâm? Rất đơn giản, không cam lòng, vậy thì ở hiệp hai, một lần nữa đem thắng lợi đoạt lại. Cao thâm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi địa nói. Thi đấu đá đến giờ phút này rồi, Rio đã không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể ăn thua đủ. Hoảng hoảng, Cao Thâm tiếp tục nói. Ở đội bóng xuất phát đến London trước, ta đặc biệt đi tới lét khu, bái phỏng Caro. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ta là thật sự bắt hắn làm lão sư của ta đối xử, nhưng ta không phải đi lấy kinh nghiệm, ta là đi theo hắn cáo biệt, bởi vì ta nói cho hắn, nếu như đêm nay chúng ta ở sân vận động hai bơ thua, ta liền không trở lại. Phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều không thể tin được mà ngẩng đầu lên, nhìn Cao Thâm. Chỉ thấy Cao Thâm lấy tay từ trong túi tiền móc ra một phong tin ở madrid thời điểm ta cũng đã sớm viết tốt từ chức tin nếu như đêm nay chúng ta không thể bắt được tứ kết thăng cấp quyền ta sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc đưa ra đi toàn trường tất cả mọi người từ cầu thủ đến huấn luyện nhân viên đến công nhân viên lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào cao thâm tay phải trong thư này liền ngay cả hắn tốt nhất thân tính lucas cũng không biết có này phong tin tồn tại càng không cần phải nói là người khác toàn thế giới đều biết cuộc tranh tài này thua Cao Thâm rất có thể sẽ tan học, nhưng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Hiện tại, Cao Thâm biểu diễn quyết tâm của chính mình. Không cần riêu cuốn gói, chính ta xào chính ta. Ta không phải là muốn ở trước mặt các ngươi diễn khổ tình hí, tranh thủ các ngươi đồng tình, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, ta đối với cuộc tranh tài này cầu thắng tâm, tuyệt đối không so với các ngươi ở đây bất cứ người nào ít, bởi vì ta đánh bạc ta tiền đồ phòng thay đồ bên trong mỗi người đều có thể cảm nhận được cao thâm câu nói này phân lượng lấy hiệp một biểu hiện coi như cuối cùng thua bóng tất cả mọi người đều sẽ lý giải gặp tha thứ bọn họ có thể cao thâm đem từ riêu soái vị trên dưới đài thậm chí có thể sẽ đối mặt thanh toán nghiêm trọng nhất sẽ là mất hết tên tuổi tiền đồ hủy diệt sạch ta cũng biết các ngươi rất nhiều người dù cho là đến hiện tại đều vẫn là không phục đều vẫn cảm thấy ta không đủ tư cách làm huấn luyện viên riêu madrid chính ta cũng không phủ nhận điểm này, nhưng nếu vận mệnh để chúng ta đi tới ngày hôm nay bước đi này, nếu chúng ta đều không có lựa chọn khác, vậy hãy để cho chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, kề vai chiến đấu. Cao thâm một ghế tình cảm dạt vào động viên, một lần nữa giống lên đội bóng tinh thần cùng đấu chí, nhưng hiệp hai làm sao đá, là cái vấn đề lớn. Riêu tình huống bãi ở trước mặt mọi người, đây là không có cách nào thay đổi. Chúng ta chỉ có thể ở hiệp hai bắt đầu cướp công, tranh thủ lấy thêm đến một cái sân khách ghi bàn. Cao thâm vô cùng kiên quyết nói, không cho bất kỳ nghi vấn, bởi vì riêu thể năng căn bản chống đỡ không tới bù giờ thi đấu, thậm chí 7 sau 10 phút, vẫn không có thể năng khởi xướng tấn công, này đều là một cái không thể biết được. Vì lẽ đó, muốn ghi bàn, chỉ có thể đánh cược bắt đầu. Vẫn là giống chúng ta hiệp một loại kia đấu pháp, mở màn sau khi cướp công, ổn định trận tuyến cùng tiết tấu, đem Arsenal đặt ở nửa sân, Negredo phụ trách kiềm chế Sendero, bóng nhiều hướng về di bên này truyền, do hắn phụ trách ở trước sân cầm bóng. Cánh phải phải chú ý Ray S cùng Henry, đừng để lên đi, cánh trái Felipe có thể thích hợp trước cắm vào, tham dự đến trước sân tấn công. Mặt khác, hiệp một thời điểm ta phát hiện, làm di đang xuyên vào về phía sau, Jimberto Silva cũng sẽ theo lùi lại, Arsenal vòng ngoài cấm địa sẽ ở xuất hiện lỗ thủng, chúng ta có thể hơn nữa lợi dụng. Cao thâm ở chiến thuật trên bảng đen, trượt ra vòng ngoài cấm địa này một khối khu vực, nặng nề điểm mấy lần. Riu tấn công sáu lộ, ở hiệp một tranh tài ở trong, đều bị Arsenal mò gần đủ rồi, Weger cũng nhất định sẽ nhắc nhở cầu thủ, tận lực giảm thiểu phạm quy, phòng ngừa lại cho Riu vị trí tốt đá phạt cơ hội. Vì lẽ đó, Riu nhất định phải ở mũi tiến công tìm tới tân điểm công kích. Mọi người nghe được Cao thâm như thế nói chuyện lúc, nhất thời đều dồn dập đem sự chú ý rơi xuống Graven trên người. Graven cũng không phải truyền thống công binh hình cầu thủ, hắn cái đầu không cao lắm, tác phong ngoan cường dũng hãn, lại dung mạo rất dũng mãnh, nhìn như đồ tể, nhưng tổ chức cùng truyền bóng đều tương đối khá, còn có không sai xuất xa năng lực. Tất cả mọi người đều một cách tự nhiên cảm thấy thôi, Cao Thâm nói đến xuất xa, chính là chỉ Graven sau xuyên vào. Nhưng Cao Thâm lắc lắc đầu, toán đến từ Premier League Everton, Weger rất quen thuộc hắn, vẫn luôn có đề phòng hắn sau xuyên vào. Graven chính mình cũng gật đầu, không có ai so với hắn rõ ràng Weger độ công kích an bài. Không phải Graven, vậy là ai? Ruben. Cao thâm chỉ về Rét, là thời điểm để chúng ta nhìn thấy ngươi sau xuyên vào cùng xuất xa năng lực. Phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều thất kinh, dĩ nhiên là Rét. Tên này hai đội tiểu tướng từ khi đi đến đội chủ lực sau chỉ đá Atletico một hồi đép bi chiến, cần cần cù nỗ lực, nhẫn nhục chịu khó, hơn nữa chỉ lo phạm sai lầm, cực nhỏ trước cắm vào, nhiệm vụ hoàn thành đến không sai, nhưng cũng không có cái gì kinh hỉ địa phương. Cao thâm bây giờ lại đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Đừng nói là người khác, liền ngay cả dè la chính mình cũng thụ sủng nhược kinh, đầy mặt không dám tin tưởng. Chỉ có cao thâm trong lòng mình rõ ràng, dè la chính là dựa vào một cước sau xuyên vào vô lê thành danh ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong, cũng không ít xuất xa ghi bàn. Càng quan trọng chính là, Arsenal cùng Wenger cũng không vô cùng quan tâm đến hắn, thậm chí có chút quên hắn. Đừng lo lắng, Ruben, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Cao thâm đặc biệt đi tới Gia La trước mặt, hoàn toàn tự tin địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói. Sau khi nói xong, Cao thâm liền dùng sức mà vỗ tay. Được rồi, chúng ta hiệp hai liền chiếu mới vừa nói như thế đá, các ngươi mọi người đều nhớ kỹ, cuộc tranh tài này chúng ta chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là thủ thắng. Sở hữu cầu thủ đều cùng nhau đứng lên, cao giọng hô một tiếng, được. Hiệp hai bắt đầu sau, thở trở về một hơi riêu, quả đoán hướng về Arsenal khởi xướng địa vị cao bức cướp áp bức. Riêu chuyển biến cũng không có ra ngoài Weger bất ngờ, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc làm độ công kích an bài chiến thuật điều này làm cho Riu tuy rằng rất thuận lợi địa đoạt lại bóng quyền cũng lần thứ hai áp chế lại arsenal nhưng tình cảnh trên có vẻ hơi giằng co trải qua hai trận thi đấu rèn luyện càng là hiệp một bắt đầu sau rèn luyện Riêu đối với cao thâm sướng lên đạo loại này đoàn đội áp bức chiến thuật chấp hành đến càng thêm đúng chỗ tuy nói cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn nhưng hiệu quả rất tốt cao thâm ở mở màn mấy lần chi tiết nhỏ điều chỉnh sau nhìn thấy đội bóng tiến vào quỹ đạo hắn cũng là kiên nhẫn chờ đợi khả năng chuyển biến tốt thành tựu huấn luyện viên trưởng hắn không có cách nào lên sân khấu đi thế thân cầu thủ hắn cũng khẳng định đá được không bằng cầu thủ được duy nhất có thể làm chính là chờ tình cảnh trên rơi vào giằng co có thể ai cũng biết riêu thể năng chống đỡ không được bao lâu nếu như hiệp hai bắt đầu đợt này cướp công không bắt được đến cái kia riêu cũng đừng muốn thắng truyền siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, có hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.